Tiên của chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước. Thì hôm nay cũng là cái buổi Zoom đầu tiên của Thế Giới Lọc Nước trong cái năm Nhâm Dần 2022 này. Thì lời đầu tiên cho phép em được gửi tới toàn thể tất cả các anh chị đại lý và gia đình một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Và đặc biệt chúc cho tất cả các anh chị đại lý Mi Xây sẽ có một năm mới với doanh số gấp 5, gấp 10 lần so với năm ngoái các anh chị nhé. Dạ, như tất cả các anh chị đã biết thì chúng ta vừa mới trải qua một năm 2021 đầy biến động, đúng không ạ? Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến nền kinh tế ở trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên song song với đó thì có một điều rất là đáng tự hào, đấy là với sự đồng hành của Thế Giới Lọc Nước và với sự quyết tâm, với sự nỗ lực của các anh chị đại lý Mi Xây thì các anh chị đại lý Mi Xây chúng ta cũng đã có một năm với doanh số rất là tốt, và có rất nhiều các anh chị đại lý của Mi Xây chúng ta đã chúng ta đã lên sao, thậm chí là lên sao trước với cả kỳ vọng, đúng không ạ? Nhờ cái việc là chúng ta bán các cái dòng sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước, em ví dụ như là các cái dòng sản phẩm máy lọc nước Vatech, các cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi của Vatech với các dòng sản phẩm lọc tổng Mỹ, đúng không ạ? Và tất nhiên để chúng ta không thể nào mà chúng ta lại cứ ngủ quên trên chiến thắng như thế được, đúng không ạ? Và chắc chắn là cuối năm 2022 này chúng ta sẽ phải có cái sự quyết tâm làm thế nào đấy để chúng ta có doanh số vượt trội hơn nữa, cao hơn nữa, gấp 5, gấp 10, thậm chí là gấp 20 lần so với năm ngoái. Và đây chính là lý do tại sao Thế Giới Lọc Nước tổ chức cái buổi ngày hôm nay. Đấy là cái buổi khởi động kinh doanh năm 2022 cùng với Thế Giới Lọc Nước. Và đây là một cái chương trình vô cùng đặc biệt. Và tất nhiên với cái chương trình đặc biệt như thế này thì thành phần khách mời hôm nay cũng rất là đặc biệt. Thì em cũng xin phép trân trọng giới thiệu cái sự tham dự của cái buổi ngày hôm nay. Đầu tiên xin phép giới thiệu là anh Ninh Văn Giang, là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Euromed Việt Nam và là đơn vị quản lý và vận hành chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước ở tại Việt Nam. Và em cũng xin phép là xin trân trọng mời anh Giang sẽ lên giao lưu, lên chào các chị một chút, được không ạ? Xin phép mời anh Giang ạ. Vâng, xin chào anh chị. Rất vui đón tiếp tất cả anh chị trong một buổi Zoom đầu năm như này. Một buổi sáng đầu năm. Và xin chúc tất cả các anh chị có một buổi Zoom hiệu quả, thành công trong buổi ngày hôm nay ạ. Xin chào các anh chị. Vâng, em cảm ơn phần giới thiệu của anh Giang ạ. Và lát nữa chúng ta sẽ quay lại với anh Giang ở phần sau của chương trình các anh chị nhé. Và tiếp theo đó thì em xin phép giới thiệu, ngoài sự tham dự của ban lãnh đạo của Euromed Việt Nam thì hôm nay cũng rất là vinh dự là chúng ta có sự tham dự của các anh chị đại lý bestseller, tức là các anh chị có cái doanh số cao ở trong cái quý 4 vừa rồi của Thế Giới Lọc Nước. Em cũng xin phép trân trọng giới thiệu, đấy là có chị Phương Tâm, cũng rất là quen thuộc của các anh chị rồi, đúng không ạ? Và không biết là chị Phương Tâm đã cũng tham dự vào Zoom chat, em xin phép mời chị Phương Tâm có thể lên chào tất cả các anh chị đại lý trong buổi ngày hôm nay được không ạ? Rồi ạ. Tiếp theo đó thì em xin phép là tiếp theo thì có sự tham dự của anh Đinh Văn Xá. Anh Đinh Văn Xá cũng là một trong những đại lý cũng khá là quen thuộc của các anh chị rồi, đúng không ạ? Anh Đinh Văn Xá là đến từ Gia Lai. Ở đây em thấy chị Phương Tâm đây rồi ạ. Em xin phép mời chị Phương Tâm mở mic lên và cùng giao lưu một chút với tất cả các anh chị nhé. Đây em sẽ hỗ trợ chị Phương Tâm mở mic. Chị Tâm lại bị tắt mic rồi. Rồi mọi người nghe được Tâm chưa ạ? Nghe được rồi chị ạ. Rồi Phương Tâm xin chào tất cả quý anh chị em ở trong phòng Zoom hôm nay. Xin chào anh Giang và các cộng sự của mình. Phương Tâm rất là vui khi có mặt trong cái buổi Zoom hôm nay đầu năm cùng với anh chị để lên một cái mục tiêu cho một cái năm mới cùng với công ty Thế Giới Lọc Nước phát triển thành công rực rỡ hơn ạ. Tâm xin chào. Dạ, em cảm ơn phần giới thiệu của chị Phương Tâm nhé. Và lát nữa chúng ta cũng sẽ quay trở lại với chị Phương Tâm ở phần sau được không ạ? Tiếp theo xin phép mời anh Đinh Văn Xá. Anh Đinh Văn Xá có thể mở mic lên giới thiệu nhanh với các anh chị đại lý hôm nay nhé. Đây em sẽ hỗ trợ anh mở mic. Xin chào bạn Sáng, xin chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom. Mình là Ninh Văn Xá, là đại lý của Bixay ở Gia Lai. Mình đã vào Bixay được 6 tháng rồi. Thì hôm nay được bạn Sáng giới thiệu thì mình cũng tham gia cái chương trình năm nay, em buổi sáng hôm nay là lần thứ 2. Thì còn thực ra là mọi buổi sáng khác thì mình hay đi tập thể dục cho nên cũng ít tham gia với lại anh chị em trong cái thời gian 5 giờ sáng. Và xin cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn bạn Sáng nha.
Dạ, cảm ơn cái phần giới thiệu rất là ngắn gọn của anh Xá nhé, rất là ngắn gọn và xúc tích đúng không ạ? Chúng ta sẽ trở lại với anh Xá phần sau. Và tiếp theo xin phép giới thiệu là một trong các anh chị đại lý bestseller nữa, đấy là chị Hoàng Trâm. Chị Hoàng Trâm có đây không ạ? Em xin phép mời chị Hoàng Trâm ạ. Em xin phép mời chị Hoàng Trâm giơ tay lên nhé. Dạ, chị Hoàng Trâm có đây không ạ? Rồi, em chào chị Hoàng Trâm nhé. Em xin chào tất cả mọi người, chào anh Giáng và chào tất cả các cộng sự của Thành Diện Lọc Nước ạ. Em là Hoàng Trâm và em đến từ Nghệ An ạ. Hôm nay thì rất là vui và vinh hạnh vì đã được đến đội ngũ Thành Diện Lọc Nước mời lên để chia sẻ. Và em cũng hy vọng rằng là năm 2022 này tất cả mọi người ở trong BCA sẽ là một năm bùng nổ doanh số với Thành Diện Lọc Nước ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn cái phần giới thiệu của chị Hoàng Trâm nhé. Chúng ta cũng sẽ quay trở lại với chị Hoàng Trâm ở cái phần sau của chương trình. Và cuối cùng, một trong các anh chị đại lý bestseller nữa, đấy là anh Hoàng Viết Tiên. Xin phép mời anh Viết Tiên sẽ mở mic lên ạ. Sẽ chào tất cả mọi người nhé, em mời anh Tiên nhé. Anh Tiên có thể giơ tay lên được không ạ? Anh Viết Tiên giơ tay lên nhé. Dạ, có thể là anh Viết Kiên chưa tham dự vào cái chưa vào Zoom. Ok, lát nữa thì em sẽ khi nào anh Viết Kiên vào Zoom thì em sẽ mời anh Viết Kiên lên để giao lưu với tất cả các anh chị nhé. Và ngay sau đây thì em xin phép tất cả các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu cái phần cái chương trình ngày hôm nay, được không ạ? Thì em xin phép giới thiệu sơ qua một chút về cái nội dung cái buổi khởi động kinh doanh 2022 cùng với cả Thế Giới Lọc Nước ngày hôm nay. Thì đầu tiên em xin phép là cùng với tất cả các anh chị ở đây thì có thể có nhiều các anh chị chúng ta đã biết, chúng ta đã học và chúng ta đã tìm hiểu về các cái dòng sản phẩm ở Thế Giới Lọc Nước rồi. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều các anh chị chúng ta cũng chưa tìm hiểu, chúng ta cũng chưa nắm được là vậy thì Thế Giới Lọc Nước kinh doanh các cái dòng sản phẩm máy lọc nước như thế nào. Thì phần đầu tiên của chương trình thì em Sáng sẽ xin phép giới thiệu sơ qua về các cái dòng sản phẩm của chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước để các anh chị chúng ta có thể cùng ôn lại và chúng ta có thể tìm hiểu nhanh một chút, chúng ta có thể nắm được là các cái dòng sản phẩm ở trong chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước nó có một số những điểm gì khác biệt, được không ạ? Tất nhiên là cái phần này em cũng xin phép là không thể chia sẻ sâu các phần đào tạo thông thường được các anh chị nhé. Và sau đó đến một phần thứ hai, một phần vô cùng quan trọng, đấy chính là như thế này. Chắc chắn là tất cả các anh chị ở đây ai chúng ta cũng sẽ muốn biết là vậy thì cái hướng của Thế Giới Lọc Nước, cái hướng đi của Thế Giới Lọc Nước, cái định hướng của Thế Giới Lọc Nước trong năm 2022 là như thế nào, đúng không ạ? Bởi vì cái định hướng ấy các anh chị có thể hình dung là nó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Để các anh chị khi mà đồng hành với Thế Giới Lọc Nước, các anh chị cũng biết được là Thế Giới Lọc Nước đang đứng ở đâu và cái mục tiêu của Thế Giới Lọc Nước sẽ đi đến đâu, đúng không ạ? Sẽ đạt được như thế nào? Thì khi mà các anh chị chúng ta nắm được thông tin như thế rồi thì các anh chị chúng ta có thể hoàn toàn có sự kết hợp, có sự đồng hành một cách ăn ý nhất đối với cả Thế Giới Lọc Nước. Và phần thứ hai của chương trình này sẽ do trực tiếp anh tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Aerobiz Việt Nam là anh Đinh Văn Giang sẽ trực tiếp chia sẻ các anh chị nhé. Và cuối cùng, một phần cuối cùng đấy chính là các anh chị sẽ được thực tế nghe cái phần chia sẻ của các anh chị bestseller, những người có thể nói là tất nhiên chúng ta chỉ cần nhìn vào doanh số thôi là chúng ta có thể hiểu được là đây là những người bán hàng tốt nhất, đúng không ạ? Ở trong chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước, một trong các anh chị có doanh số cao nhất, một trong những anh chị có kinh nghiệm bán hàng tốt nhất riêng với cái dòng sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước, anh chị nhé. Và cuối cùng, nếu mà chương trình thời lượng chương trình còn cho phép thì anh xin phép sẽ có một phần cuối cùng, đấy là cái phần chia sẻ, cái phần giao lưu với tất cả các anh chị đại lý BC ngày hôm nay, để các anh chị có thể chuẩn bị sẵn những câu hỏi, những cái thắc mắc, và các anh chị sẽ giao lưu với các bên Thế Giới Lọc Nước vào phần cuối của chương trình, được không ạ? Và ngay sau đây thì sẽ không làm mất thời gian của tất cả các anh chị nữa, em xin phép sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với phần đầu tiên, để là em sẽ cùng với các anh chị chúng ta ôn lại một số các cái dòng sản phẩm của chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước, được không ạ? Và em sẽ xin phép chia sẻ nhanh cái slide giới thiệu các anh chị nhé. Và trước khi bắt đầu chương trình thì em xin phép tất cả các anh chị chúng ta có thể mở cam lên, được không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta mở cam lên thì chúng ta sẽ giao lưu với nhau tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy nhau, chúng ta có thể có cái cảm xúc tốt hơn trong cái chương trình ngày hôm nay, các anh chị nhé. Ngay sau đây thì em sẽ chia sẻ slide giới thiệu về các cái modem sản phẩm của chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước. Và các chị đã nhìn thấy slide chưa ạ? Đây em xin phép giới thiệu về cái dòng sản phẩm đầu tiên, đấy là cái dòng sản phẩm Watech Nano HQ92UQD. Thì đây là một cái dòng sản phẩm dành cho các khách hàng nào mà chúng ta đã có nước máy. Và với cái dòng sản phẩm này nó có cái lợi thế, đấy là nó
không cần dùng điện, nó không có nước thải, và cái điều đặc biệt là nó giữ được nguyên cái khoáng chất tự nhiên ở trong nguồn nước anh chị nhé. Tức là nguồn nước đầu vào khoáng như thế nào thì nguồn nước đầu ra nó vẫn giữ được nguyên khoáng. Và cái thứ hai thì nó sẽ không tác động đến cái độ pH tự nhiên ở trong cái nguồn nước. Đấy, tức là nguồn nước đầu vào nó là trung tính, thì sau khi qua cái máy này thì nó vẫn là được trung tính, thì nó không bị axit tính giống như các cái công nghệ lọc nước RO. Đấy, và ngoài ra nữa thì với cái dòng Quatex Nano này, nó là cái dòng nhập khẩu nguyên chất Hàn Quốc, và đặc biệt nó có cái tích hợp thêm cái lõi diệt khuẩn lượng tử. Và cái lõi diệt khuẩn lượng tử này, nó cái tác dụng của nó như thế nào thì ở phần cuối của cái phần giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay em sẽ cùng các anh chị chúng ta tìm hiểu sau anh chị nhé. Tiếp theo đó đến với một dòng sản phẩm thứ hai, và với cái dòng sản phẩm Quatex Nano này thì cái mức giá của nó là 6.4 triệu anh chị nhé, 6.4 triệu một mức giá nó cũng rất là dễ để chúng ta có thể tiếp cận, đúng không ạ? Tiếp theo đó với một dòng sản phẩm thứ hai có thể coi là trong cùng phân khúc giá, đấy là cái dòng sản phẩm máy lọc nước RO Quatex Promax với mức giá là 6.9 triệu. Thì với cái dòng sản phẩm này nó có những cái điểm khác biệt so với cái dòng Quatex Nano em vừa giới thiệu vừa rồi, ở một cái điểm đấy là nó sẽ thích hợp với cả nhiều nguồn nước hơn. Trong khi với dòng Quatex Nano thì nó chỉ thích hợp với nguồn nước máy thôi, thì với cái dòng sản phẩm RO Quatex Promax này nó sẽ thích hợp với nhiều nguồn nước hơn. Tức là các anh chị hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng đối với khách hàng mà có nguồn nước máy, nước giếng khoan, nước giếng khơi, nước mưa, vân vân, thì tất cả chúng ta đều có thể lắp cái dòng máy Quatex Promax này được. Thì với cái dòng sản phẩm này nó sử dụng công nghệ lọc nước RO, và có một điểm đặc biệt đấy là tất cả những cái phần lõi lọc, tức là tiếp xúc trực tiếp với nước, liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của khách hàng thì đều được nhập khẩu nguyên chất của Hàn Quốc. Còn lại với cái phần điện và cái phần vỏ của Đài Loan thì cũng rất là bền bỉ anh chị nhé, và nó có mức giá 6.9 triệu. Thế nên là em cũng coi như là nó gần như là cùng phân khúc với các cái dòng sản phẩm Quatex Nano. Tức là với cái phân khúc này thì các anh chị chúng ta có thể hiểu cách đơn giản là với khách hàng nào có nước máy thì chúng ta giới thiệu cái dòng Quatex Nano, còn với khách hàng nào sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi thì chúng ta sẽ giới thiệu cái dòng RO Quatex Promax này anh chị nhé. Và tiếp theo đó với dòng sản phẩm tiếp theo cùng trong của Quatex, đấy chính là cái dòng sản phẩm HQ9LAC, H2QD. Thì cái dòng sản phẩm này có thể coi là phân khúc cao hơn so với cả cái dòng, hai cái dòng sản phẩm em vừa giới thiệu. Thì đầu tiên là với cái dòng sản phẩm HQ9LAC H2QD thì nó có điểm khác biệt so với cả cái dòng HQ9H2QD, đấy chính là nó có cái thêm cái phần là cái phần một cái lõi 3-1 kiểm hydrogen, tức là nó sẽ bổ sung khoáng, bổ sung kiểm, và nó cái điều đặc biệt là nó tạo ra cái hydrogen là cái chất chống oxy hóa trong nước. Và ngoài ra với cái dòng sản phẩm HQ9LAC H2QD này thì nó còn có phần vỏ ngoài là bằng kính cường lực, nó rất là sang trọng, nó phù hợp với cả những khách hàng nào ngoài cái việc là sản phẩm máy lọc nước phải tốt, phải là nhập khẩu nguyên chất của Hàn Quốc, phải là giữ được nguyên khoáng vân vân, nó phải tạo ra nước tốt, thì họ cũng muốn là cái máy lọc nước đó nó phải phù hợp với cả không gian nước sang trọng của họ. Thì đây là một cái dòng sản phẩm rất là phù hợp với những đối tượng khách hàng như vậy. Và ngoài ra với cái máy HQ9LAC H2QD này thì nó cũng thuận tiện hơn trong cái vị trí lắp đặt, tức là chúng ta hoàn toàn có thể lắp ở trên mặt bếp cũng được, và chúng ta có thể lắp ở dưới gầm của bếp cũng được. Và với cái dòng sản phẩm này thì là nó sử dụng cho các hộ gia đình nào mà chúng ta đã có nước máy anh chị nhé. Và tiếp theo đó với cái dòng sản và với cái dòng lắc H2QD này thì mức giá của nó là 10.9 triệu, tức là phân khúc của nó cao hơn một chút so với cả hai cái dòng sản phẩm em vừa giới thiệu. Và tiếp theo với cái dòng sản phẩm tiếp theo cùng phân khúc, đấy chính là cái dòng lắc ROQD với mức giá là cao hơn một chút thôi, đấy là với mức giá là 11.200. Thì với dòng sản phẩm này nó giống như là cái lắc Nano H2QD, đấy chính là nó cũng nhập khẩu một chiếc của Hàn Quốc, nó cũng có phần vỏ ngoài là bằng kính cường lực, nó rất là sang trọng, phù hợp với cả cái không gian bếp sang trọng. Và ngoài ra có một cái điểm đặc biệt, đấy chính là tất cả các cái linh phụ kiện của cái máy này nó đều là nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc anh chị nhé, và nó được tích hợp đầy đủ, đấy là lõi hydrogen 3-1, đấy là lõi diệt khuẩn lượng tử. Đấy, và với cái dòng sản phẩm này với mức giá của nó là 11.200 và sử dụng cái công nghệ lọc RO, thì với dòng sản phẩm này nó rất là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng cho khách hàng nào mà có nước giếng khoan, giếng khơi, nước máy hay nước mưa vân vân, thì chúng ta đều có thể lắp đặt cái dòng lắp ROQD này anh chị nhé. Và cuối cùng một cái dòng sản phẩm tiếp theo của Quatex, đấy chính là cái dòng sản phẩm là máy lọc nước nóng lạnh kiểm hydrogen. Và với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có hai modem, đấy là modem HVKT HV640 H2QD với mức giá là 13.500.000, và thứ hai đấy là modem HV640 RO H2QD với mức giá là 14.500.000. Thì về cơ bản hai dòng này thì nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về công nghệ thôi. Tức là về cái dòng 14.500.000 thì nó sử dụng công nghệ lọc RO,
và nó sẽ thích hợp với cả nhiều cái nguồn nước hơn. Trong khi đó với cái dòng 13.500 thì nó sử dụng cái nguồn nước máy và nó thích hợp với cả cái, đương nhiên cái khách hàng nào sử dụng nước máy thì chúng ta sẽ tham khảo cái dòng là 13.500 hay chỉ đáp. Và với cái dòng này nó cũng tất nhiên nó sẽ có rất là nhiều những cái điểm khác biệt, rất nhiều những cái điểm nổi trội so với những cái dòng máy lọc nước nó mạnh trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên thì trong thời lượng chương trình ngày hôm nay thì em không thể đủ cái thời lượng để giới thiệu để tư vấn tất cả những cái điểm khác biệt đó được. Thế là với dòng sản phẩm này em chỉ tóm tắt một chút, đấy chính là nó là nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, nó thích hợp với kìa hydrogen 3:1, được thích hợp với lọc lượng tử, nó được làm lạnh bằng cái block DU, mà trong khi đó DU là một tập đoàn, họ là một trong những cái tập đoàn mà họ sản xuất ra cái block tốt nhất của thế giới, đấy chị nhá. Và tất nhiên là với cái việc mà được làm lạnh bằng cái block DU thì nó sẽ lạnh sâu hơn, nó bền bỉ hơn và nó tiết kiệm điện hơn so với cả cái block làm từ các cái hãng khác hoặc là những cái block chưa nổi trên thị trường hiện nay, đấy chị nhá. Dạ, vừa rồi thì em đã cùng với tất cả các anh chị chúng ta cùng tìm hiểu về các cái dòng sản phẩm máy lọc nước của Vinawatech, của chuỗi cửa hàng thế giới lọc nước. Và có một cái điểm cũng rất đặc biệt là ngoài cái việc nhập khẩu những chiếc của Hàn Quốc, ngoài những cái việc là có những cái lợi thế rõ ràng so với các cái sản phẩm máy lọc nước khác, thì hầu hết tất cả các máy lọc nước của Vinawatech thì đều được tích hợp hai cái lõi, đấy là lõi tạo kiềm hydrogen 3:1 và cái lõi diệt khuẩn lượng tử. Và hai cái lõi này cũng là một trong những cái lợi thế hiện nay không có, gần như là không có bất cứ một cái máy lọc nước nào trên thị trường hiện nay được tích hợp hay có này cả. Và ngay sau đây em sẽ cùng với tất cả các chị chúng ta cùng tìm hiểu xem là vậy thì cái lọ diệt khuẩn lượng tử này nó có cái điểm gì khác biệt và nó có những cái điểm gì mà tại sao nó lại tạo nên cái lợi thế đặc trưng, tạo nên một cái lợi thế rất lớn cho các cái dòng sản phẩm máy lọc nước của Vinawatech các chị nhé. Và ngay sau đây thì em sẽ cùng với tất cả các chị chúng ta cùng xem một cái video giới thiệu nhanh về cái dòng sản phẩm đấy là cái lọ diệt khuẩn lượng tử này. Anh chị nhé. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử được biết đến là một lĩnh vực mới trong vật lý kỹ thuật và được chuyển tiếp ứng dụng nhiều trong công nghệ du hành vũ trụ hay sản xuất các loại vật liệu mới. Gần đây, giới khoa học đã có một bước đột phá quan trọng. Trong việc ứng hình thành từ đầu thế kỷ 20. Khoảng 10 năm trước, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ lượng tử trong ngành lọc nước. Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ đã thấy được sự hiệu quả của các hạt lọc diệt khuẩn lượng tử trong lọc nước, từ đó tạo ra nguồn nước an toàn cho con người. Vật liệu lượng tử tạo ra một trường điện tích dương. Ngay lập tức khi vi khuẩn tiếp xúc, nó sẽ bị xé toạc, lấy đi các electron và bị tiêu diệt hoàn toàn. Các kết quả thực nghiệm cho thấy công nghệ lượng tử có khả năng diệt khuẩn cao, ngay cả bào tử khuẩn kỵ khí khó tiêu diệt nhất. Tốc độ diệt khuẩn nhanh, chỉ khoảng 1/10 giây đầu tiên khi tiếp xúc, vi khuẩn đã chết hoàn toàn. Tính hiệu quả, khả năng diệt khuẩn của hạt lọc lượng tử QD được thử nghiệm kỹ lưỡng bằng cách tấy khuẩn nước đầu vào và kết quả cho thành phẩm đầu ra sạch khuẩn. Quá trình thử nghiệm diễn ra trong suốt 8 năm tại các phòng thí nghiệm uy tín nhất thế giới tại Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Giải pháp này cũng được đánh giá có tính bền vững và thân thiện với môi trường khi có yếu tố 5-0. Không dùng điện, không dùng hóa chất, không nước thải, không tái nhiễm khuẩn, không có sản phẩm phụ sinh ra sau diệt khuẩn. Có thể nói, đây là một bước ngoặt rất quan trọng trong công nghệ lọc nước, giúp giải quyết mối quan ngại của nhiều chuyên gia và người tiêu dùng về khả năng diệt khuẩn thực sự của màng lọc RO và nano. Nhiều nghiên cứu và khảo sát cho thấy nguy cơ vi khuẩn trú ngụ trong các lõi lọc và màng lọc của máy lọc RO và nano. Bên cạnh đó, vi khuẩn vẫn có nguy cơ tái nhiễm từ môi trường xung quanh. Với các nghiên cứu mới, các hãng sản xuất máy lọc nước uy tín tại Mỹ và châu Âu
đã ứng dụng rộng rãi công nghệ lượng tử cho việc lắp thêm cho máy lọc nước RO và Nano trước khi ra vòi, cùng các ứng dụng diệt khuẩn khác cho nước ăn uống. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy diệt khuẩn lượng tử ứng dụng tối ưu cho các hệ thống lọc nước tinh khiết công nghiệp, máy lọc nước RO và Nano gia đình. Ngoài ra, lõi lọc lượng tử còn ứng dụng diệt khuẩn nước cho nông nghiệp, chăn nuôi và bể sục gia đình. Khi nguồn nước ở Việt Nam có thể đang đối diện với nguy cơ nhiễm vi sinh, chất lượng nước không ổn định, giải pháp máy lọc nước vẫn có nguy cơ tái nhiễm vi khuẩn do thói quen lưu cữu nước trong bình chứa và không thay lõi lọc định kỳ của người sử dụng. Sự hiện diện của lõi lọc lượng tử sẽ mang đến một cơ hội tốt để người dân được tiếp cận với công nghệ diệt khuẩn tối ưu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nguồn nước, vốn vẫn tiềm ẩn nhiều mối lo ngại về nguy cơ nhiễm khuẩn. Vâng, như vậy là qua cái video vừa rồi thì các anh chị chúng ta cũng đã nắm được phần nào cái tác dụng của cái oxy khuẩn lượng tử, đúng không ạ? Và các anh chị lưu ý giúp em nhé, với cái oxy khuẩn lượng tử này thì không phải là chỉ dùng cho các máy lọc nước Quatex, mà các anh chị hoàn toàn có thể dùng cái oxy khuẩn lượng tử này để nâng cấp các máy lọc nước của các hãng khác ở trên thị trường hiện nay. Và đây cũng chính là một trong những cái sản phẩm phễu rất là tốt của thị trường lọc nước, các anh chị nhé. Và vừa rồi thì em đã cùng với tất cả các anh chị chúng ta cùng tìm hiểu về các cái dòng sản phẩm máy lọc nước của Hyundai Quatex với cái phân khúc mức giá từ khoảng hơn 6 triệu đến dưới 15 triệu. Và ngay sau đây thì em sẽ cùng với các anh chị chúng ta cùng tìm hiểu nhanh về một cái dòng sản phẩm với phân khúc cao cấp hơn. Đây chính là cái dòng sản phẩm máy lọc nước, máy tạo nước Vi của Quatex Hàn Quốc. Và đương nhiên với cái mức giá từ 39 triệu đến 95 triệu thì với cái dòng sản phẩm máy tạo nước Vi của Quatex Hàn Quốc này thì cái phân khúc khách hàng của nó cũng đặc biệt hơn. Đấy là dành cho những khách hàng có điều kiện kinh tế và quan tâm đến sức khỏe. Và ngay sau đây em sẽ cùng với các anh chị chúng ta cùng xem một cái video giới thiểu nhanh về cái dòng sản phẩm máy tạo nước Vi của Quatex Hàn Quốc này. Và qua cái video này thì các anh chị chúng ta cũng sẽ nắm được phần nào cái lý do tại sao về cái dòng sản phẩm này nó lại có mức giá từ 39 triệu đến 95 triệu các anh chị nhé. Và sau đây em sẽ chia sẻ một cái video giới thiệu nhanh về cái dòng sản phẩm máy tạo nước Vi của Quatex Hàn Quốc này. Lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết hợp tác với hãng chế tạo máy tạo nước tiềm, hay còn gọi là nước PI của Hàn Quốc, để phân phối sản phẩm hiện đang đứng đầu ở thị trường Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Máy tạo nước P-Piontech với 6 mức độ pH tùy chọn, không chỉ lọc sạch các tạp chất độc hại, vi khuẩn, kim loại nặng, mà còn chứa nhiều ion tiềm và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Nước P-Biontech, nguồn nước chăm sóc sức khỏe nhân loại. Máy tạo nước P-Biontech tạo ra bước tiến trong lịch sử khi ra đời cách đây 30 năm. Với tôn chỉ nước tốt cho sức khỏe vườn, Biontech đã và đang là tập đoàn dẫn đầu trong ngành sản xuất máy tạo nước bi trên thế giới và đạt được các chứng nhận danh giá UL chứng nhận an toàn của Hoa Kỳ, CE chứng nhận phù hợp quy chuẩn châu Âu và đặc biệt giải thưởng thương hiệu Hàn Quốc tốt nhất trong ngành công nghệ điện giải, giải thưởng công ty công nghệ tiên tiến tốt nhất. Thương hiệu được người tiêu dùng ưa thích nhất, sản phẩm bán chạy nhất và là sản phẩm Hàn Quốc được xếp chất lượng hạng nhất và được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu và các nước châu Á. Nhờ đó, máy tạo nước P-Biontech được đánh giá là thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới và được người tiêu dùng trên toàn cầu tin tưởng. Quan tâm đến cuộc sống khỏe và tương lai khỏe mạnh của nhân loại, P-Biontech kiểm soát tỉ mỉ từng chi tiết. Từ quy trình sản xuất đến quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo có được các sản phẩm chất lượng hoàn hảo. Đặc biệt, Biontech có dây chuyền sản xuất quy mô lớn, được quản lý nghiêm ngặt và thận trọng bởi hệ thống GMP Hàn Quốc, quy trình thực hành sản xuất tốt. Đồng thời tự hào về các dòng sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc theo một quy trình sản xuất tiên tiến nhất. Biontech cũng tự hào là công ty có hệ thống bảo hành quy chuẩn rộng lớn nhất với 50 trung tâm bảo hành tại Hàn Quốc và tại 30 nước trên thế giới với hệ thống bảo hành điện tử kiểm soát bằng máy tính theo thời gian thực. Thương hiệu Biontech do chính Biontech sản xuất tại Hàn Quốc là sự bắt đầu cuộc sống khỏe, là sự lựa chọn vì sức khỏe, đó chính là máy tạo nước bi Biontech. Mặc dù nhìn qua nước giống nhau ở màu sắc và vị, tuy nhiên nước tồn tại trong cơ thể chúng ta lại khác nhau.
Nước mì Biontech được người dùng trên toàn cầu tin dùng. Trào lưu sử dụng nước Biontech trên thế giới là do nước mì khác hoàn toàn nước tinh khiết, do được lọc và tạo thành nước tốt, qua bộ phận điện giải phân chia đầu vào thành hai dòng nước là nước mì và nước axit điện giải. Hệ thống sụp rửa sóng âm đa chiều, tự động sụp rửa làm cho máy bền và hiệu suất tối ưu vệ sinh máy. Với hệ thống lọc gồm 9 tầng lọc, với màng hollow fiber giúp loại bỏ vi khuẩn, virus, không cần sử dụng bình chứa mà nước chảy trực tiếp ra vòi sử dụng, giúp tránh được nguy cơ sinh khuẩn và sinh mùi do bình chứa gây ra. Với hệ thống kiểm soát BWM, cho máy luôn đạt mức pH mong muốn và nhờ đó bạn có thể thưởng thức nguồn nước quý có chất lượng cao nhất. Với hệ thống hướng dẫn thông minh bằng âm thanh, giọng nói, nhạc và màn hình hiển thị, mọi người trong gia đình bạn có thể dễ dàng sử dụng. Nước tốt vì sức khỏe của bạn, bắt đầu một cuộc sống khỏe, sự lựa chọn vì sức khỏe, đó là Biontech. Vừa rồi là các anh chị chúng ta đã tìm hiểu về cái dòng sản phẩm máy lọc nước của Biontech và chúng ta đã cùng tìm hiểu về cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi của Biontech Hàn Quốc. Thì ngay sau đây em sẽ cùng với tất cả các anh chị là đương nhiên sản phẩm chúng ta đã tốt rồi, tuy nhiên cách bán như thế nào và cách chúng ta tiếp cận với khách hàng ra sao, cách chúng ta bán sản phẩm như thế nào. Thì trong cái buổi ngày hôm nay có một điểm rất đặc biệt, đó là 4 bestseller mà bên em có mời tham dự chương trình này, mỗi anh chị chúng ta có một phong cách khác nhau. Và đầu tiên thì em xin phép các anh chị chúng ta sẽ giao lưu với cả chị đại lý 3 sao Phương Tâm, các anh chị nhé. Chị Phương Tâm sẽ giới thiệu với tất cả các anh chị là khi mà chúng ta gặp chị Phương Tâm này, chúng ta sẽ có một cảm giác là chị luôn luôn là tràn đầy năng lượng và luôn luôn có một cái năng lượng rất là tích cực. Và chị Phương Tâm cũng là một trong hai đại lý vừa rồi có đạt được giải Kim Cương, đấy là cái giải thưởng cao nhất của thế giới lắp nước trong cái chương trình doanh số là quý 4 của năm 2021. Và ngay sau đây thì em cũng xin phép trân trọng mời chị Phương Tâm sẽ mở mic lên và dành khoảng 5 phút để chia sẻ với tất cả các anh chị đây là cái kinh nghiệm thực tế của chị Phương Tâm trong cái việc là kinh doanh các dòng sản phẩm máy lọc nước của ngành Biontech của chuỗi cả thế giới lọc nước thì thế nào chị Phương Tâm nhé. Em xin phép mời chị Phương Tâm ạ. Cả nhà thấy Tâm chưa ạ? Rồi Tâm xin chào cả nhà. Rồi Tâm rồi Tâm xin chào cả nhà. Tâm chào anh Giang, chào các đồng sự của Thế giới lọc nước cùng các anh chị em ở trong buổi Zoom hôm nay. Đầu tiên Tâm xin chúc anh chị cùng công ty Thế giới lọc nước một năm mới toàn sự như ý, thành công rực rỡ hơn ạ. Tâm xin giới thiệu, Tâm tên là Nguyễn Phương Tâm, là giáo viên, hiện đang là giáo viên dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Và vào công ty BCA và rất là may mắn chọn cái sản phẩm của Thế giới lọc nước làm cái sản phẩm kinh doanh chính của mình. Và rất là vui trong cái thời gian quý 4 Tâm đã đạt được cái giải thưởng Kim Cương của công ty, cảm thấy rất là vui luôn ạ.
và rất là vinh dự được hôm nay ngồi trong phòng Zoom để trao đổi, chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình trong cái việc bán những sản phẩm của công ty Thế Giới Lọc Nước, để mong các cái đại lý của chúng ta có một cái năm mới thành công hơn và dân số tối ưu hơn đối với các cái sản phẩm của công ty. Thì nói gì thì nói, trong cái kinh nghiệm bán hàng của mình ấy, một cái yếu tố mà không thể là nó quyết định tất cả mọi vấn đề ấy, đó là chất lượng sản phẩm. Có nói hay ho gì nữa, có kỹ năng bán hàng có tuyệt vời đi chăng nữa, hoặc là có uy tín ngút ngàn đi chăng nữa, nhưng nếu không chọn đúng sản phẩm và sản phẩm không có uy tín, không chất lượng thì thất bại, chắc chắn là đó là điều đương nhiên. Và rất là may mắn có được cái kết quả hôm nay, thì Tâm hoàn toàn tin tưởng vào cái quy trình làm việc cũng giống như quy trình nhập khẩu của công ty Thế Giới Lọc Nước. Khi mình có đủ cái niềm tin về sản phẩm thì mình yêu sản phẩm, muốn thành công về một cái công việc nào đó, không chỉ là buôn bán đâu, mà cái đó là cái đầu tiên, đó là cái chất lượng về cái công việc, về sản phẩm. Cái thứ hai là lòng tin, và cái thứ ba là tình yêu. Mình không yêu thì mình không có thể là truyền cái năng lượng đó đến với mọi người được. Vậy thì không yêu thì người ta cũng không dùng được. Cho nên là một cái kinh nghiệm rất là đơn giản để mọi người là đầu tiên là mình phải tìm hiểu về sản phẩm và tin tưởng vào sản phẩm của công ty và tin tưởng vào các cái dòng máy của Thế Giới Lọc Nước. Và cái thứ hai là phải có một cái tình yêu, một cái tình yêu, và mình phải truyền đi được cái tình yêu đó đến với mọi người, và đặc biệt là đến với bạn bè, đến với gia đình và đến với tất cả mọi người xung quanh mình. Làm sao để mọi người cảm thấy là mình mọi người là đầu tiên mình bán hàng, thì mình phải tự tin là mình yêu rào rực về cái sản phẩm đó các bạn ạ. Cho nên là tâm bán hàng rất là đơn giản như vậy thôi. Đầu tiên là phải yêu, phải tin và yêu. Nếu anh chị ngồi ở trong phòng Zoom này mà chưa tin và chưa yêu về, chưa đủ niềm tin và chưa yêu về cả cái sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước, thì là anh chị phải vào các cái buổi Zoom và học cái sản phẩm đó. Khi mình học, mình có một cái trình độ nhất định nào đó, một cái quy trình về một cái kỹ thuật về bên Thế Giới Lọc Nước á, bên các cái máy lọc nước đó, thì anh chị hiểu được đây là một cái tâm huyết của anh Giang cũng như các cộng sự của mình. Và tại sao mình được thừa hưởng cái tâm huyết đó mà mình không có thể phát triển lên được? Đấy, thì từ khác anh chị sẽ có một cái suy nghĩ và một cái hành động để mà bán cái các cái sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước. Thì đầu tiên thì mình cũng nhắn nhủ với các anh chị rất là đơn giản ở trong phòng Zoom hôm nay thôi. Vì thời gian không có nhiều, cho nên là mình không có thể là đi sâu vào cái vấn đề là chia sẻ về cách tìm kiếm khách hàng hay là như thế nào trong vòng năm cũng được. Tại vì thực ra bán hàng thì đó là một cái bộ môn, mình cũng hay nói với các cái đại lý của mình, đó là một bộ môn khoa học và nó ứng dụng rất là nhiều về các cái tâm lý về khách hàng. Mình phải bán chơi chơi cho vui thì không sao, nhưng mà bán để có dân số như mình chẳng hạn, thì anh chị phải đầu tư một tí và phải vào các cái buổi phong dung học đó. Còn lại mọi vấn đề hôm nay thì mình chỉ trao đổi với các bạn là đầu tiên là các bạn muốn bán được cái sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước, các bạn hãy hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và các cái quy trình làm việc của công ty Thế Giới Lọc Nước. Cái thứ hai, bạn phải truyền được cái tình yêu đó đến với khách hàng, đến với mọi người, lan tỏa luôn luôn là lan tỏa cái tình yêu đó. Làm gì thì làm, nếu mình đã chọn được cái sản phẩm kinh doanh là máy nước của mình rồi, thì như tầm mà bắt đầu ngày nào đóng có 10 bài, 20 bài chẳng nữa, nhưng mà phải dành một cái vị trí đặc biệt trên cái Facebook của mình hoặc trên các cái kênh bán hàng của mình cho cái nhãn hàng Thế Giới Lọc Nước. Đấy là khi Tâm đã chọn cái sản phẩm Thế Giới Lọc Nước để kinh doanh, thì muốn làm gì làm thì Tâm phải ưu tiên số 1.
đó, thì ngày nào vật cứ đều đặn như thế. Phải yêu mà thì ngày nào cũng phải thể hiện chứ, đúng không ạ? Cho nên thì ngày nào cũng phải thể hiện là cái tình yêu về cái sản phẩm thể hiện lọc nổ của mình ở trên cái Facebook của mình đầu tiên và số 1, sau đó mình làm gì thì làm đấy. Thì như vậy mọi người xung quanh sẽ hiểu được vì sao cô đó yêu cái sản phẩm đó, rồi vì sao là như thế nào đó, thì họ bắt đầu họ theo dõi, họ tìm để mình hỏi, đúng không ạ? Đó, mình giống như mình đi du lịch về, mình thấy một cái cảnh nào đẹp về đó, mình cứ nói lên thì mọi người cứ thích thì hỏi. Thì ở công ty bên kia về sản phẩm thì dự lập nữa cũng như thế. Tại vì ra thì cái sản phẩm thể dưỡng lọc nước kinh doanh nó cũng khó ra em Giang ạ, thì không có dễ đâu. Tại vì cái kết quả là cái ly nước thôi, thì giống như chiếu lên là ly nước nào nó cũng giống như cái ly nước nào ạ. Hay cho nên nó không có giống như những sản phẩm những tâm kinh doanh người chiên hay máy rửa chén hay là gì đó, nó có hình ảnh cái kết quả cụ thể để mọi người có thể so sánh. Nhưng mà cái sản phẩm về thể dưỡng lọc nước là những cái ly nước là rất là khó để phân biệt được ly nước của máy nước này hay là ly nước của từ máy vắt tách của mình. Cho nên là một cái cổ lõi để cái kinh doanh ở trong tuần này là chỉ còn một cái vấn đề để khách hàng biết đến đó là tình yêu thôi. Là mình phải làm sao mình phải yêu, mình phải yêu cái sản phẩm đó, mình phải làm cho mọi người biết mình rất yêu sản phẩm đó, thì họ tò mò vì sao mình yêu thế, tại vì bắt đầu mình mới tiếp cận được khách hàng nó sẽ dễ dàng hơn. Tâm cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy ạ. Còn lại thì cũng gửi đến người anh chị những cái này là cũng rất khó khăn trong cái thể giới lọc nước, làm những cái vấn đề lắp đặt hay là những cái vấn đề giao hàng hóa nó có trục trặc cái gì đó, tức là bể vỡ gì đó, thì đó là những cái chuyện rất là đơn giản, những cái rủi ro trong kinh doanh về mặt con người mà không thể hoàn hảo được. Cái đó mình kinh doanh là mình phải chấp nhận và phải bình tĩnh và xử lý thôi. Cũng là chuyện bình thường thôi. Bất cứ kinh doanh hay làm một cái công việc gì đó liên quan đến con người thì là chắc chắn phải có sự sai sót. Chúng ta ngồi đây là người, không phải là thánh, cho nên là sử dụng về mặt con người thì chắc chắn là nó sẽ có sự sai sót, và chúng ta phải chấp nhận đó là rủi ro trong kinh doanh và bình tĩnh ngồi với nhau để giải quyết. Cho nên là Tâm cũng rất là tin tưởng về anh Giang cũng như cả cộng sự của mình trong cái công việc giải quyết các cái vấn đề rủi ro trong kinh doanh. Thì cũng mong năm mới anh Giang và cả cộng sự của mình chủ hơn trong vấn đề này để hỗ trợ đại lý trong cái thời gian kinh doanh. Thì nếu được cái phần này hoàn hảo nữa, và nói chung là cái công ty thể giới của lập lượng của ta rất là tuyệt vời. Tâm cũng cảm ơn anh Giang cũng như cộng sự của mình đã cho Tâm một cái sản phẩm kinh doanh tạo ra lợi nhuận để đưa kinh tế gia đình của mình được thoải mái hơn. Cảm ơn rất là nhiều. Rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Phương Tâm. Em xin phép mời tất cả các chị đại lý có thể thả cho chị Phương Tâm những cái bông hoa tươi thắm nữa không ạ? Rất là cảm ơn chị Phương Tâm nhé. Và như các anh chị đã biết là cái phương châm kinh doanh của chị Phương Tâm rất là đơn giản thôi, đó là chúng ta tìm hiểu sản phẩm. Và sau khi tìm hiểu về các dòng sản phẩm thế giới lọc nước thì thế giới lọc nước cũng rất là tự hào là cũng nhận được sự tin yêu, nhận được tình yêu trọn vẹn của chị Phương Tâm, đúng không ạ? Và thế giới lọc nước, bản thân thế giới lọc nước sẽ luôn luôn cố gắng để sẽ có rất nhiều các anh chị đại lý khác có được những cái tình yêu với sản phẩm và với công ty như là chị Phương Tâm. Chị Phương Tâm nhé. Và rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị Phương Tâm ạ. Và ngay sau đây xin phép tất cả các anh chị chúng ta sẽ đến một trước khi giao lưu tiếp với các anh chị ở Best Seller khác, thì em xin phép đến một phần có thể nói là một trong những phần trao chặn nhất của chương trình ngày hôm nay. Để làm nếu mà các anh chị có thể so em tìm với sự so sánh rất đơn giản, nếu mà các anh chị so sánh công ty thế giới lọc nước như là một con tàu, thì cái chiến lược của cái định hướng kinh doanh nó chính là cái bánh lái của con tàu đó. Còn bánh lái nó có thể rất là nhỏ thôi, nhưng nó sẽ điều khiển cái hướng đi của cả con tàu. Và ngay sau đây em xin phép mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng đến với cái phần chia sẻ về định hướng và chiến lược kinh doanh của chuỗi cửa hàng thế giới lọc nước trong năm 2022 là như thế nào, qua phần chia sẻ của anh Đinh Văn Giang, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Aeromed Việt Nam, đúng không ạ? Và em xin phép trân trọng mời anh Giang sẽ lên chia sẻ với tất cả các anh chị đại lý ngày hôm nay về cái định hướng và chiến lược kinh doanh của chuỗi cửa hàng thế giới lọc nước trong năm 2022 này như thế nào. Xin phép trân trọng mời anh Giang ạ. Xin chào tất cả anh chị một lần nữa.
chúng ta đến gặp với nhau trong buổi đầu xuân như này và trao đổi về thế giới nước, về các sản phẩm của thế giới nước, đúng không ạ? Thì rất nhiều anh chị ở đây đã đang kinh doanh sản phẩm của thế giới nước rồi, và chúng ta đã biết đến chất lượng của sản phẩm như thế nào, những cái ưu trội của sản phẩm ra sao, những cái điểm nổi trội như thế nào. Tất nhiên về mặt định hướng kinh doanh, khi chúng ta kinh doanh với bất cứ một đối tác nào, chúng ta hãy xem là đối tác đó họ đang trước đây họ làm gì, đúng không? Cái nền tảng của họ là gì và họ cái định hướng từ tương lai họ đi về đâu, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là diện đấy chính là diện chúng ta có nên cái thuyền đó, có lên thuyền đó để chúng ta đồng hành cùng với nhau hay không, đúng không? Thì đây chính là điều rất là quan trọng, và bất cứ đối tác nào cũng như vậy. Trước khi BC làm với thế giới nước thì BC cũng đã có một quá trình tìm hiểu, một quá trình gì ạ, khảo sát để xem thế giới nước có những điểm mạnh gì so với những đối thủ khác trong ngành, đúng không? Và con đường đi của thế giới nước ra sao, những ai là những người đang điều hành thế giới nước này, đúng không? Thì đấy chính là điều mà gì ạ, bất cứ một ai kinh doanh chúng ta đều tìm hiểu, giống như là gì ạ, chúng ta là người yêu nhau, chúng ta tìm hiểu nhau đấy, thì có một quá trình chúng ta tìm hiểu, đúng không? Sau đó chúng ta xem chúng ta đồng hành thế nào, chúng ta dành bao nhiêu công sức, dành bao nhiêu năng lượng để chúng ta đồng hành với nhau, đúng không ạ? Thì buổi ngày hôm nay đầu xuân năm mới, tôi cũng mong muốn được chia sẻ với các anh chị về sơ lược thôi, một vài nét về thế giới nước và con đường thế giới nước sẽ đi, và những gì chúng ta có thể đồng hành với nhau trong năm nay, đúng không? 2022 này, anh chị nhé, xin phép chia sẻ màn hình để trao đổi với anh chị trong thời lượng khoảng tầm 15 phút. Đúng không? Anh chị hãy dành thời gian để chúng ta có thể cùng tìm hiểu. Anh chị nhìn trên màn hình rồi đúng không? Ok, tôi sẽ tắt cái phần này đi, tắt cái phần posting này đi cho mọi người nhìn dễ, đúng không? Anh chị nhìn trên màn hình rồi đúng không? Chúng ta buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề đó là khởi động kinh doanh cùng thế giới nước. Và để khởi động kinh doanh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là thế giới nước như thế nào, đúng không? Đây là một số nét chính là gì ạ? Thế giới nước được thành lập từ 2009, từ cách đây 13 năm, và là tâm huyết của các cái chuyên gia về lọc nước. Chúng tôi là những người gì ạ? Tâm huyết là mong muốn đưa những sản phẩm lọc nước hàng đầu thế giới về Việt Nam. Thì đây chính là lý do mà 2009 mà thế giới nước ra đời, đúng không? Và hiện nay chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm lọc nước hàng đầu thế giới từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, từ Mỹ và từ Canada đưa về đây. Đưa từ Hàn Quốc, từ Mỹ, từ Canada đưa về đây, anh chị nhé. Và chúng tôi có các chuyên gia hàng đầu về ngành lọc nước trong đội ngũ lãnh đạo công ty. Ví dụ anh Nguyễn Đình Lợi là diện là giảng viên Đại học Bách Khoa, nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa là diện chuyên gia đầu ngành về lọc nước. Và một số anh em trong ban lãnh đạo công ty cũng như vậy, là những người có kinh nghiệm trên 10 năm về lọc nước, anh chị nhé. Và chúng tôi có kinh nghiệm về đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Cái điểm nổi trội nhất của chúng tôi là diện đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, và nhờ những cái kinh nghiệm đó hiện nay chúng tôi là đơn vị diện vận hành 50 cửa hàng trưng bày và hơn 200 điểm lắp đặt và bảo hành bảo trì toàn quốc. Và chúng tôi khẳng định rằng là diện ngoài việc nhập khẩu phân phối sản phẩm tốt ấy, thì khâu hỗ trợ kỹ thuật, khâu bảo hành bảo trì chính là điểm làm cho thế giới dưới nước khác biệt so với đơn vị khác. Đấy. Và hiện nay thì thế giới nước được quản lý vận hành bởi Euromed Việt Nam, là đơn vị gì ạ, quản lý vận hành chuỗi cửa hàng này, đồng thời là đơn vị gì ạ, đại diện ở Việt Nam mà để triển khai các cái sản phẩm nhập khẩu độc quyền từ các nhà cung cấp, anh chị nhé. Thì đấy là một vài nét về thế giới nước, và chúng ta hãy xem là thị trường lọc nước nó như thế nào, có tiềm năng hay không để chúng ta kinh doanh, anh chị nhé. Các anh chị biết rằng là gì ạ, trong DC chúng ta có cái ngành hàng đó là gia dụng và tiện ích, thì thế giới nước nằm trong cái ngành hàng gia dụng và tiện ích đó. Và thị trường lọc nước là một thị trường vô cùng diện tiềm năng, không chỉ là diện trong vòng, không chỉ hiện nay đâu, và trong vòng khoảng gần 10 năm qua ấy, thì thị trường nước là luôn luôn là cái thị trường mà tăng trưởng rất là cao. Hiện nay tổng số ở Việt Nam có khoảng 10 triệu hộ gia đình đã có máy lọc nước trong tổng số 27 triệu hộ gia đình, các chị nhé. Như vậy là diện còn hơn 50%, tức là còn 17 triệu hộ gia đình vẫn chưa có máy lọc nước. Thế nhưng mà với cái sản lượng là khoảng 100.000 máy bán ra một tháng, tất cả các hãng nhé, 100.000 máy bán ra một tháng ấy, thì chúng ta sẽ phải mất đến 14 năm nữa mới lấp đầy cái thị trường về lọc nước. Cho nên hiện nay một số tỉnh miền Bắc ấy, thì tỷ lệ dùng máy nước gia đình cao hơn, chiếm được 60% gia đình có máy nước. Nhưng trong khi đó các tỉnh miền Trung và miền Nam ấy, thì mới có khoảng dưới 50% các cái hộ gia đình có máy lọc nước gia đình, các chị nhé. Thì đây chính là điểm gì ạ, thị trường rất tiềm năng như vậy. Nhưng hãy lưu ý là vòng đời sản phẩm của một cái máy lọc nước ở trên thị trường hiện nay ấy, trung bình khoảng 8 năm,
Bởi vì rất nhiều máy ép nước thông thường hiện nay là gì ạ? Các cái dòng sản phẩm giá rẻ, các sản phẩm phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, từ Đài Loan vân vân. Thì tuổi thọ trung bình là 8 năm. Như vậy là gì ạ? Kể cả 14 năm nữa thì cũng không thể phủ hết được 17 triệu hình này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rất nhiều người sẽ thay máy. Đúng rồi, sau khi dùng 8 năm bắt đầu người ta thay máy, thay đời máy mới. Đúng rồi. Cho nên là khi thay máy mới thì đấy chính là cái tiềm năng cho những sản phẩm cao cấp, tiềm năng cho sản phẩm lọc nước chất lượng thực sự. Các anh chị nhé. Và hiện nay có đến hơn 300 nhãn hàng về lọc nước, hỗn loạn về giá cả và công nghệ. Chúng ta nhìn trên bức tranh sau đây, đây là bức tranh các sản phẩm về lọc nước ở trên thị trường hiện nay. Rất nhiều thương hiệu, rất nhiều hãng như này, đến 300 nhãn hàng ấy, thì nó đang bị gì ạ? Cũng giống như hình ảnh này, đó là một cái thị trường đang bị loạn về giá, loạn về chất lượng, loạn về xuất xứ. Rồi người tiêu dùng rất khó để kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Rồi hàng trôi nổi rất là nhiều, hàng giá rẻ, chất lượng thấp. Thì đây là bức tranh chung của thị trường về lọc nước. Khi thị trường nhiễu loạn như này thì chính là cơ hội cho những đơn vị kinh doanh bài bản, cho những cái sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về, cho những sản phẩm gì ạ, đại diện, tức là gì ạ, sản phẩm chính hãng. Đấy chị nhé, thì đấy chính là cơ hội cho cái sản phẩm như vậy. Thế mà hiện nay thì với cái sản phẩm về lọc nước thì chúng ta thấy rằng là có 3 xu hướng tiêu dùng từ năm 2022 này. Ba xu hướng tiêu dùng đó là gì ạ? Không chỉ lọc nước đâu, mà nói chung là các cái xu hướng tiêu dùng và sản phẩm tiện ích nói chung ấy. Đó là xu hướng là gì ạ? Sự tăng trưởng rất cao của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tức là sau cái thời kỳ diện Covid này, người ta càng ý thức hơn về sức khỏe, cho nên các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ có xu hướng tăng rất là cao. Cái xu hướng thứ hai nữa là gì ạ? Tăng chi tiêu để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đúng không ạ? Sau thời kỳ Covid, người ta mới ý thức được rằng là gì ạ? Là rõ ràng cuộc sống này mong manh lắm. Đúng không? Cuộc sống là mong manh lắm. Và chúng ta lao động, chúng ta gì ạ? Bỏ ra công sức trong cuộc sống, chúng ta mải mê kiếm sống vì cái gì? Thì đấy chính là diện người ta sẽ có ý thức để tăng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các sản phẩm chất lượng cao sẽ có chỗ đứng. Đúng không? Ngoài ra nữa gì ạ? Xu hướng mua hàng online, đấy, công cụ thanh toán logistics. Xu hướng mua hàng online sẽ có sự tăng trưởng rất là cao vì là gì ạ? Hai yếu tố đó là sự hoàn hảo, tức là ngày các công cụ thanh toán hiện nay nó hỗ trợ ngày càng cao. Và cái xu hướng là gì ạ? Logistics, cái hệ thống giao nhận vận tải hiện nay ấy, là phát triển rất là cao trong mấy năm vừa rồi. Cho nên xu hướng bán hàng online ngày càng tăng trưởng rất là cao. Thì biết trước cái xu hướng này, biết trước cái xu hướng tiêu dùng này, và thế giới nước đã chuẩn bị sẵn sàng những yếu tố để chúng ta gì ạ? Để chúng ta bắt kịp cái xu hướng đó bằng cách là gì ạ? Hiện nay thế giới nước là đơn vị nhập khẩu độc quyền, phân phối độc quyền cho các nhà cung cấp hàng đầu thế giới về lọc nước. Trong đó là Hàn Quốc, chúng tôi làm phân phối độc quyền cho BioNTech, cho Watech, đúng không ạ? Watech, nhãn hàng Watech do Hyundai Watech và HBTech sản xuất, đúng không ạ? Và nhãn hàng thứ ba là Purell. Đây là ba nhãn hàng sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, anh chị nhé. Và chúng tôi làm phân phối độc quyền cho gì ạ? Clear Technology là đơn vị sản xuất, phát minh và sản xuất ra diệt khuẩn lượng tử mà có thể ứng dụng cho nhiều các loại máy ấm nước khác nhau, kể cả máy ấm nước của đối thủ cũng sử dụng được cái này, các chị nhé. Và đồng thời chúng tôi làm phân phối độc quyền cho các hãng của Mỹ về lọc tổng, đó là US Top Water, đó là Hunic và Aries Filter World. Thì đây chính là những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về lọc nước, là một chỗ. Thực ra thì khi chúng ta đứng trên vai người khổng lồ thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có lợi thế hơn, lợi thế hơn, chúng ta đỡ phải làm từ đầu, mà chúng ta có sẵn những nhà cung cấp uy tín rồi, các chị nhé. Và khi các anh chị kinh doanh về lọc nước, anh chị sẽ tự hào là anh chị là người phân phối độc quyền những sản phẩm này. Đấy chính là cái mà điểm khác biệt. Và đây là những phân khúc sản phẩm hiện giờ đang có ở trong chuỗi cửa hàng thế giới nước. Đó là cả phân khúc giá cao, phân khúc ở mức trung bình và phân khúc giá phổ thông. Đấy chị nhé. Và có cả những sản phẩm gọi là sản phẩm phễu, như là gì ạ? Như là Ecomark này, hay là Senvoy này. Và có cả những sản phẩm có gì ạ? Có xu hướng tiêu dùng cao. Ví dụ lọc tổng hiện nay là đang là xu hướng tiêu dùng rất là cao. Các sản phẩm ở phân khúc trung cấp, đó là sản phẩm mang thương hiệu Watech, anh chị nhé. Có cả dòng các dòng lọc nước để gầm tủ bếp, để trên mặt bệ bếp. Có cả dòng nóng lạnh, lọc nước nhưng mà có tích hợp nóng lạnh, anh chị nhé. Rồi chúng ta có cả những sản phẩm cao cấp của BioNTech mà anh chị đã vừa xem ở phần trên buổi sáng giới thiệu, đúng không ạ? Đó là sản phẩm từ 39 triệu trở lên. Nhưng vẫn BioNTech này, chúng ta năm 2022 này chúng tôi tiếp tục tung ra những sản phẩm gì để chăm sóc sắc đẹp, để làm đẹp. Đó là máy tạo hydrogen, đấy, máy tạo hydrogen cầm tay, anh chị nhé. Để những sản phẩm như này ở phân khúc giá vừa phải, đấy. Thì đây chính là những sản phẩm mà anh chị thỏa sức anh chị có thể khai thác ở các phân khúc khác nhau. Và đặc biệt nữa, đó là chúng tôi có những sản phẩm mà giúp cho anh chị có thu nhập hàng ngày,
anh chị và đại lý của anh chị có thu nhập hàng ngày đó là gì ạ? Đó là các lõi lọc có thể thay thế được tất cả các hãng. Các lõi lọc, các linh kiện có thể thay thế các hãng, bởi vì hiện nay các anh chị để ý là gì ạ? 10 triệu hộ gia đình đã có máy lọc nước, cho nên những cái máy đó đều cần phải thay thế lõi, những cái máy đó đều cần phải nâng cấp. Thì ngay trong chuỗi cửa hàng thế giới nước chúng ta có gì ạ? Diệt khuẩn lượng tử, chúng ta có lõi kiềm hydrogen 3 trong 1, vân vân. Thì những cái đó đều là những sản phẩm có thể thay thế được các hãng, anh chị nhé, thay thế được các hãng để nâng cấp máy lên, đúng không? Nâng cấp máy lên và rất dễ dàng để kiểm chứng với cái lõi 3 trong 1 ấy, hydrogen 3 trong 1 ấy, là chúng ta có thể đặt hàng cái thuốc thử pH ở trên kệ BCA để chúng ta kiểm tra xem các máy lọc nước của các hãng khác ở thị trường có kiềm hydrogen hay không. Sau đó là chúng ta có gì ạ? Chúng ta có thể bán được lõi đó, anh chị nhé. Và từ việc bán lõi thì chúng ta gì ạ? Có cơ hội để bán máy sau này khi cái máy đó khách hàng đã dùng cũ rồi, anh chị nhé. Thì đây chính là những cái mà chúng ta có thể. Và hiện nay để hỗ trợ các anh chị bán các cái linh kiện như vậy thì chúng tôi có một cái app là app AquaCare, là cái app quản lý thời gian thay lõi lọc cho tất cả các hãng máy lọc nước. Và khi cái app này lên trên điện thoại ấy, là khách hàng đến lúc thay lõi tự động báo về máy của khách, nó báo luôn về máy của anh chị là người là đại lý, anh chị nhé. Từ đó anh chị có thể diệt đặt hàng lõi lọc cho khách hàng của mình. Đấy, một cái phễu rất là hay để anh chị bán hàng. Đấy. Và đây là thực tế chúng ta hãy xem là thế giới nước tăng trưởng như thế nào trong năm 2021 vừa rồi. À, trong này là con số thống kê của chúng tôi 6 tháng cuối năm, tức là từ tháng 7 năm 2021 cho đến tháng 12 2021. Đây là một minh chứng rất rõ ràng là sự nỗ lực của thế giới nước cùng với các anh chị đại lý. Chúng ta đã có mức tăng trưởng rất là cao trong vòng gì ạ? 6 tháng liên tục tăng trưởng trong vòng 6 tháng như này. Và nhiều anh chị là gì ạ? Bảo là thế giới nước tăng trưởng cao như vậy. Đấy, thì lý do gì? Chúng ta hãy tìm hiểu lý do ở phần sau của chương trình. Nhưng hãy xem con số biết nói đấy, con số biết nói ở chỗ là sau 6 tháng chúng ta có tăng trưởng 900%, tức là tăng 9 lần đấy. Cho nên năm nay nếu anh chị nào mà chúc mừng gì ạ, chúc mà gì ạ, năm nay tăng trưởng gấp 5 gấp 10 năm ngoái thì có vẻ hơi gì ạ, hơi khiêm tốn đúng không? Bởi vì ngay năm ngoái 6 tháng cuối năm ấy, thì đã có mức tăng trưởng gì ạ, gấp 9 lần. Từ tháng 7 cho đến tháng 12 ấy, thì tăng trưởng gấp 9 lần, anh chị nhé. Và mục tiêu năm 2022 này thì chúng tôi sẽ đặt ra hai cái mốc, đó là mốc hết quý 1 2022 sẽ cán mốc 5 tỷ trên một tháng, và hết quý 2 2022 sẽ có mốc là cán mốc 10 tỷ trên một tháng, anh chị nhé. Đây chính là cái mục tiêu doanh thu của thế giới nước trong BC sẽ có như này. Và hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh các hoạt động vì cái mục tiêu đó, anh chị nhé. Và thế giới nước hoạt động trên 50 trụ cột chính. Đây là những trụ cột giúp cho thế giới nước thành công trong năm 2021 vừa rồi. Và tiếp tục là những cái mà chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2022 này. Đó là gì ạ? Đó là phân phối những sản phẩm hàng đầu thế giới về lọc nước. Trụ cột đầu tiên, đó là đứng trên vai người khổng lồ. Trụ cột thứ hai, đó là tăng cường cái dịch vụ lắp đặt và bảo trì toàn quốc. Hiện nay chúng tôi có 50 điểm gì ạ? Trưng bày sản phẩm và hơn 200 điểm lắp đặt và bảo trì trên toàn quốc. Và tiếp tục thế giới nước vẫn tuyển tiếp các anh chị, trong này có cả rất nhiều các anh chị trong BC cũng mong muốn tham gia trở thành điểm lắp đặt. Bởi vì khi chúng ta trở thành điểm lắp đặt ấy, chúng ta sẽ tự tin hơn, chúng ta được tìm hiểu về kỹ thuật, chúng ta tự tin hơn về sản phẩm. Thì khi đó anh chị sẽ dễ dàng hơn trong việc kinh doanh sản phẩm, dễ dàng tạo lòng tin cho khách hàng của mình, anh chị nhé. Đấy, thì đấy chính là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba, đó chúng tôi có những chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và về kỹ thuật cho các anh chị. Đồng thời chúng tôi phối hợp với các anh chị là đại lý 3 sao, rồi là những anh chị gì có cái kỹ năng đào tạo tốt ở trong BC để làm các chương trình đào tạo về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, anh chị nhé. Thì đây chính là điểm thứ tư. Và cuối cùng, đó là gì? Để thúc đẩy hỗ trợ anh chị trong việc kinh doanh năm 2022 này, chúng tôi tiếp tục đưa ra các chương trình chính sách hấp dẫn giúp cho anh chị có các cái chương trình khuyến mãi, các chương trình để thúc đẩy bán hàng, anh chị nhé. Thì đây chính là 5 trụ cột sẽ đẩy mạnh trong năm 2022 này để chúng ta đạt được những cái mức tăng trưởng như vừa trao đổi bên trên, anh chị nhé. Và đây là năm tiếp tục. Vậy thì các sản phẩm nào của thế giới nước là những sản phẩm mà giúp anh chị bán hàng? Đó là sản phẩm gì ạ? Chúng ta có những sản phẩm phễu để mà khi khách hàng mua sản phẩm này về, khách hàng sẽ nhìn thấy cái nguồn nước nó bẩn như thế nào. Ví dụ như sản phẩm sen vòi này, sau một thời gian sử dụng cái lõi lọc nó bẩn, chúng ta sẽ biết rằng là nguồn nước này cần phải lắp các máy lọc nước chất lượng, đúng không? Cho nên chúng ta có, khách hàng sẽ có nhu cầu phát sinh các máy lọc nước. Rồi chúng ta có những sản phẩm cuối phễu. Sản phẩm cuối phễu này không chỉ dành cho lọc nước đâu ạ, mà cả anh chị đã bán các cái sản phẩm thực phẩm chức năng, anh chị bán các sản phẩm gia dụng Kuchen hay sản phẩm bất cứ sản phẩm nào của BCA,
thì sản phẩm cuối cùng anh chị nghĩ đến để phân loại cái hàng đó, đó chính là sản phẩm máy tạo lập tim Biontech có giá tiền từ 39 triệu trở lên. Tại sao lại là khuyến phễu? Bởi vì sản phẩm này khi anh chị kinh doanh ấy, là sau khi anh chị đã có được lòng tin ở khách hàng rồi, đúng không? Anh chị có được cái thời gian để tiếp xúc khách hàng rồi thì chúng ta sẽ có gì ạ? Cái cơ hội để chúng ta thí nghiệm sản phẩm và cho người ta biết cái sản phẩm này. Và đây chính là sản phẩm vô cùng đặc biệt, mang lại giá trị sức khỏe rất cao. Và thực tế cuối năm 2021 vừa rồi thì rất nhiều đại lý trong BC đã bán được rất nhiều các sản phẩm này, các sản phẩm của Biontech này các chị nhé. Mặc dù là số lượng sản phẩm thì không phải là nhiều, nhưng bởi vì diện giá thành cao cho nên là diện doanh số rất nhiều anh chị lên sao từ sản phẩm của Biontech. Thế nhưng đồng thời chúng tôi có hai sản phẩm gọi là hot trend, đó là sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh Watech và lọc tổng Mỹ. Đây là hai sản phẩm có xu hướng tăng tiêu dùng rất cao từ năm 2020 đến giờ. Và cho nên là gì ạ? Hiện nay trong BC thì rất nhiều anh chị đã bán được các sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh và lọc tổng Mỹ. Đặc biệt đầu năm tới đây chúng tôi sẽ đào tạo nhiều về sản phẩm lọc tổng Mỹ này. Và anh chị sẽ thấy tiềm năng vô cùng lớn, bởi vì rất nhiều gia đình hiện nay có máy nước ăn uống rồi, nhưng máy nước dành cho sinh hoạt, tắm rửa, lọc tổng vẫn chưa có. Anh chị nhé, thì đây chính là cái tiềm năng cho sản phẩm lọc tổng. Đồng thời máy lọc nước nóng lạnh này, Watech này thì hiện nay là sản phẩm ưu trộn hơn hẳn bất cứ một cái máy lọc nước nào ở trên thị trường Việt Nam hiện nay đang phân phối, thì Watech đều ưu trộn hơn ở rất nhiều điểm, cho nên chúng ta có cơ hội để bán hàng sản phẩm này hơn nữa anh chị nhé. Để sơ lược vào sản phẩm như vậy. Và hiện nay thì chúng tôi, đây là những cái điểm mà chúng tôi vừa trao đổi với anh chị, đó chúng tôi liên tục có những khóa lắp đặt, bảo hành, bảo trì và cấp chứng chỉ cho các anh chị tham gia. Đã rất nhiều anh chị đã tham gia làm đại lý của Thế Giới Nước, tức là làm đại lý của BC, nhưng đồng thời cũng tham gia các khóa điểm lắp đặt để trở thành điểm lắp đặt, để phục vụ chính thức cái đại lý BC anh chị nhé. Và chúng tôi có khóa đào tạo chuyên sâu. Đồng thời hiện nay Thế Giới Nước có tổng đài hỗ trợ, và khi các anh chị có vấn đề về kỹ thuật, vấn đề về bán hàng, vấn đề về gì bảo hành, chúng ta đều có thể gọi lên tổng đài là gì ạ? Là 0972013999 anh chị nhé. Đây là số tổng đài của Thế Giới Ốc Nước để anh chị có thể nhờ sự hỗ trợ rất là rõ ràng. Và chúng tôi có cái gì ạ? Dịch vụ logistics. Hiện nay logistics chúng tôi đã hoàn thiện các kho ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các kho vệ tinh. Và hiện nay sử dụng cái hệ thống Viettel Sales để mà quản lý các đơn hàng, quản lý hệ thống giao nhận vận tải. Thì trong cái quý 3 và quý 4 2021 vừa rồi chính là giai đoạn chúng tôi hoàn thiện cái hệ thống này. Và hiện nay thì hệ thống này đã được chuẩn hóa và hỗ trợ được giao hàng rất là tốt, rút ngắn cái thời gian giao hàng, đồng thời giảm cái rủi ro kinh doanh các anh chị nhé. Đấy là hệ thống logistics. Ngoài ra thì chúng tôi có cái phễu giúp đại lý tìm khách hàng mới, tức là khi anh chị kinh doanh Thế Giới Nước ấy, thì anh chị được sử dụng một số cái phễu sau đây. Đó là gì ạ? Chúng ta sử dụng cái dịch vụ kiểm tra máy lọc nước có phí. Sau khi anh chị tham gia các khóa đào tạo điểm lắp đặt ấy, thì anh chị có kỹ thuật rồi, anh chị có thể thực hiện cái dịch vụ là kiểm tra máy lọc nước có phí. Để làm gì ạ? Để có cơ hội bán lõi và để có cơ hội bán máy lọc nước các chị nhé. Rồi chúng tôi có chương trình là gì ạ? Là hướng dẫn các đại lý là kiểm tra độ pH cho máy lọc nước các hãng. Tức hiện nay rất nhiều máy lọc nước của các hãng khác RO ấy, là nó làm cho axit hóa nguồn nước, bởi vì nó gì ạ? Nó giảm pH trong nước. Trong khi đó là gì ạ? Chúng ta trong cái hệ thống chuỗi hàng Thế Giới Nước ấy, là chúng ta có cái lõi gì ạ? Kiểm hydrogen 3:1. Sau khi kiểm tra máy lọc nước của các gia đình xong, chúng ta thấy rằng các cái máy đó là gì ạ? Mang tính axit, đúng không? Sau đó chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể giới thiệu với sản phẩm đó là sản phẩm gì ạ? Kiềm hydrogen 3:1 là một cách để anh chị tăng thu nhập từ việc bán lõi các chị nhé. Và cái thứ ba đó là các anh chị được sử dụng cái app AquaCare, là cái app để quản lý thời gian thay lõi cho máy lọc nước các hãng. Và đây chính là cái phễu để anh chị gặp được những khách hàng, những người lạ, những người anh chị không quen. Anh chị cần gửi đường link app này thôi cho họ để họ cài lên, và đến lúc thay lõi lọc nó tự động báo về máy của khách, nó báo luôn về máy của anh chị, và anh chị có cơ hội để thay lõi, bán lõi cho khách anh chị nhé. Thì đấy chính là các phễu bán hàng mà chúng tôi hỗ trợ các anh chị đại lý. Đây là một số cái công cụ hỗ trợ hiện nay chúng tôi đang làm, đó là chúng tôi có 6 nhóm Zalo hỗ trợ đại lý, hỗ trợ các anh chị đại lý trong BC. Và một lát nữa thì bạn Sáng sẽ post lên trên cái khung chat nhé, các anh chị đường link nhóm Zalo để anh chị nào mà chưa vào một trong 6 nhóm này ấy, thì có thể tham gia vào để chúng ta có thể có sự hỗ trợ nhanh nhất của Thế Giới Nước. Đồng thời có chương trình đào tạo 4 buổi
chuỗi xoay tua, tức là từ các cái chương trình gì ạ, đào tạo về sản phẩm, đào tạo về cách bán, cho đến các cái chương trình về shopping. Shopping nghĩa là chương trình anh chị có thể mời khách hàng của anh chị tham gia vào cái Zoom đó để người ta tìm hiểu sản phẩm, thấy tốt thì người ta mua. Đấy, thì chương trình chúng tôi có chương trình xoay tour 4 buổi anh chị nhé. Ngoài ra thì năm 2021 vừa rồi ấy, thì chúng tôi liên tục có các cái video, tức là sản xuất ra các video ngắn 2-3 phút để các anh chị cốt bài, và có các video review 7-8 phút để các anh chị có thể hiểu về sản phẩm, cho khách hàng tìm hiểu hơn sâu hơn về sản phẩm. Và hiện nay thì chúng tôi đang có cái số lượng video rất là nhiều, nhiều nhất hiện nay đó là gì ạ? Chúng tôi có 10 video một tháng, từ thứ 3 ngày có một video mới, 3 ngày có một video mới về sản phẩm hoặc là về review sản phẩm. Các anh chị nhé, và chúng tôi gì ạ? Thời đại hiện nay tại sao lại như vậy? Bởi vì thời đại hiện nay là video gì ạ? Video is king, tức là video là vua, đúng không ạ? Tức là các cái bài content là bài viết hoặc là các cái hình ảnh thì cũng không thể hiệu quả hơn video được. Chính vì thế chúng tôi tập trung vào làm rất nhiều các video để cho gì ạ? Cho các anh chị đại lý cốt bài, anh chị nhé. Thì đấy chính là một số công cụ chúng tôi có thể hỗ trợ các anh chị. Và phần chia sẻ của chúng tôi đến đây là hết. Đó là gì ạ? Đó là chia sẻ về định hướng kinh doanh, chia sẻ về những cái công cụ bán hàng, và chia sẻ về những cái yếu tố để chúng ta có thể cùng nhau kinh doanh trong năm 2022 này, đúng không ạ? Phần tiếp theo sẽ nhường lời, chúng tôi sẽ gặp lại các anh chị trong phần hỏi đáp ở phần cuối chương trình. Chúng tôi hỏi chương trình và mời bạn Sáng sẽ tiếp tục chương trình. Vâng, xin rất là cảm ơn cái phần chia sẻ rất tâm huyết của anh Giang Giang về cái chiến lược và cái định hướng của công ty cho năm 2022. Và xin phép tất cả các anh chị đại lý chúng ta có thể dành cho anh Giang những trái tim, những cái đó hoa tươi thắm được không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Giang, xin cảm ơn tất cả các anh chị đại lý nhé. Và ngay sau đây thì em sẽ cùng với các anh chị, chúng ta sẽ cùng giao lưu với các anh chị đại lý bestseller được không ạ? Để chúng ta biết được là cái việc kinh doanh thực tế của cái dòng sản phẩm máy lọc nước ở trong chuỗi cả thế giới lọc nước nó không khó chúng ta vẫn nghĩ, được không ạ? Và đương nhiên hôm nay với mỗi một anh chị bestseller thì sẽ có một cái phong cách bán hàng khác nhau. Vừa rồi chúng ta đã được giao lưu với cả chị Phương Tâm. Và ngay sau đây em sẽ cùng với các anh chị chúng ta cùng giao lưu với một anh đại lý là anh Ninh Văn Xá. Anh Văn Xá thì có một phong cách bán hàng, đấy là anh trải nghiệm sản phẩm, anh thấy tốt đối với sức khỏe của bản thân, và sau đó thì anh giới thiệu và anh tư vấn sản phẩm. Và chính với cái chiến lược tưởng chừng rất đơn giản như vậy mà anh Văn Xá có doanh số rất cao với dòng sản phẩm máy tạo nước pin của Baltic Hàn Quốc. Anh Văn Xá đã bán được máy 95 triệu, đã bán được máy 59 triệu, đã bán được máy 45 triệu máy pi đấy, và có doanh số rất là tốt. Thì sau đây em xin phép anh Xá sẽ dành ra khoảng tầm 5 phút để có thể chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế của anh Xá trong việc kinh doanh cái dòng sản phẩm máy tạo nước pin được không ạ? Mời anh Xá nhé. Anh Sáng có thể mở mic lên được không ạ? Vâng. Xin chào bạn Sáng, chào anh Minh Giang và chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom. Hiện nay là nó cũng hơi muộn cho nên đang trên đường đưa con đi học. Nhưng mà đến phiên phát biểu là cũng dừng xe để trao đổi với lại tất cả các bạn ta 5 phút. Thực ra là đối với mình ấy là mình đến với các bạn đây là do tình yêu của mình đối với máy lọc nước, giống như là chị Trâm phát biểu lúc ban nãy đấy. Do là mình đã được sử dụng cái máy lọc nước, mà cụ thể là máy lọc nước tạo nước ion kiềm cách đây gần 4 tháng rồi. Thấy nó tác dụng quá tốt đối với sức khỏe của mình, cho nên là mình cũng nói sơ qua về cái trải nghiệm của mình trước. Thì sau khi mà mua cái máy và được sử dụng ngày đầu tiên ấy, mình đã cảm nhận được nó quá tốt đi. Bởi vì khi nấu cơm là cơm rất ngon và dẻo, thơm. Và nấu canh là nấu rau là rau rất là tươi và xanh. Và hầm thịt thì hầm xương rất là nhanh nhừ. Đấy là cái tuần ngày đầu tiên. Thế còn sau cái tuần đầu tiên ấy thì cái cảm giác mà đau dạ dày của mình, đau thượng vị là ở chua là mình nó giảm hẳn. Đấy là một cái là mình rất là phấn khởi sau một tuần đầu tiên. Đấy và sau một tháng đầu tiên thì cả bà xã mình cũng đau dạ dày, là cũng hết các cái biểu hiện về đau dạ dày. Đấy là chính vì những cái ưu điểm như vậy của máy tạo nước kiềm, ion kiềm, nó tác động lên cái sức khỏe của mình và nó cải thiện rất tốt, cho nên là mình rất yêu cái nước của cái máy ion kiềm này.
Đấy, và đối với gia đình ý, thì mình hiện giờ còn một cháu bé đang học lớp 11 thì cháu thường xuyên bị đau bụng do bệnh đại tràng từ nhỏ rồi. Đấy, cho nên hàng tuần nào cũng phải uống thuốc đau bụng. Nhưng mà từ khi mà 3 tháng nay sử dụng thì cháu chỉ có đau bụng có một lần thôi. Thì đấy là một cái là mình cũng phấn khởi hơn cả cái việc mà mình đã giảm được cái bệnh đau dạ dày. Đấy. Thế còn mình đã sử dụng cái nước là nước quy này ấy, thì mình thấy đối với cá minh nhân mình thấy là lợi ích nó quá lớn đối với sức khỏe, nên mình đã sở hữu cho mình một cái máy đầu tiên. Và ngay ngày hôm qua ấy, là Thế Giới Động Nước đã lắp cho con gái mình một chiếc máy thứ hai là máy pi. Đấy là riêng gia đình mình đã sử dụng và mua sử dụng hai chiếc máy pi. Thì như vậy là các bạn thấy là giá trị của nước pi đối với gia đình mình như thế nào, mình mới quyết định như vậy. Thì đấy là cái tình yêu đối với máy pi. Thế còn để bán được cái sản phẩm của máy pi thì thực ra là mình không phải là bestseller, không phải là người bán hàng đỉnh cao đâu. Mình vào hệ thống của BJ là 6 tháng rồi và mình cũng chẳng có duyên bán hàng, cho nên là cũng không có hoạt động được mấy. Tuy nhiên là đối với cái máy pi này thì mình quá thích đi, cho nên là mình đã đăng ký vào cái lớp học điểm lắp đặt. Sau 3 buổi được tham gia học là mình đã bắt đầu được thực hành về lắp đặt máy. Và từ đó nay thì mình rất thích đi lắp đặt cho khách hàng. Bất cứ là Thế Giới Lòng Nước yêu cầu mình đi lắp ở đâu, dù cách trong cây số mình cũng sẵn sàng. Như hôm vừa rồi là ngày 28 Tết mà mình vẫn còn đi lắp cho một khách hàng cách cả đi cả về là hơn 100 cây, mà trong khi đó trời tối rồi là mình cũng đã đưa thông tin này lên cái Facebook của mình, để các bạn cũng đã rất nhiều bạn ở trong BJ các bạn đã được chứng kiến những cái cảnh mà mình đi lắp máy cho khách hàng, mặc dù giáp Tết, mặc dù trời tối, mặc dù đường xa là mình cũng sẵn sàng hết. Và kể cả ngày giáp Tết là có một khách hàng mà có mỗi công tắc của cái cây nóng lạnh nó bật là nó không nóng được, họ cũng kêu là mình cũng đến. Thì chính vì những cái mà mình nhiệt tình với khách hàng như vậy, cho nên là sau 6 tháng mình vào BJ thì mình đã chốt một đơn hàng đầu tiên là 109 triệu gồm 3 chiếc máy, trong đó có một cái máy pi là 95 triệu. Thì đấy là cái chia sẻ của mình đối với việc bán hàng, thì nó rất đơn giản thôi. Cũng như chị Trâm chị phát biểu ấy, do tình yêu đối với dòng nước pi cho nên là mình đi sâu tìm hiểu và mình đã nhiệt tình trong cái lắp đặt máy cho khách hàng. Và từ cái việc mình nhiệt tình như vậy là khách hàng quyết luôn một cái đơn hàng hơn 100 triệu mà mình không phải mất công để tư vấn cho khách hàng nhiều lắm. Đấy là một cái mà chia sẻ của bản thân mình đối với tất cả các bạn. Đây là chủ yếu mình nghĩ đây là đại lý là chính thôi. Cho nên là đối với các bạn mà chưa có duyên bán hàng như mình ý, thì mình nghĩ là các bạn sẽ vào cái lớp học điểm lắp đặt, đăng ký cái điểm lắp đặt, mình đi học, mình tìm hiểu sâu về sản phẩm, mình yêu sản phẩm, mình được trải nghiệm sản phẩm. Đấy, và mình có trải nghiệm thì mình có kinh nghiệm để mình trao đổi với khách hàng và mình chia sẻ cho khách hàng, thì người ta sẽ rất tin tưởng đối với cái sản phẩm của mình. Đấy, và xin cũng hé mở với tất cả các anh chị em trong phòng Zoom như thế này. Nếu mà sau này các con cái mình nó xây dựng gia đình ý, thì chắc chắn mình sẽ sở hữu cái máy 175 triệu mà anh Giang đang giới thiệu. Đấy, thì tuyên bố với các bạn là như vậy. Đấy, thì đấy là thể hiện cái tình yêu của mình đối với máy pi, đối với máy ion kiềm là như thế. Thế còn dòng các cái dòng sản phẩm khác nói chung, các máy lọc nước thông thường ấy, thì mình nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm rất dễ để các cái điểm lắp đặt, các bạn đi lắp ráp, các bạn đi thay thế, bảo dưỡng, và qua đó là các bạn có nhiều cơ hội để bán hàng tốt hơn. Đấy, thì trong cái buổi Zoom hôm nay thì thời gian nó cũng ngắn và mình cũng đang trên đường, cho nên cũng xin chia sẻ với tất cả các anh chị em như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em trong phòng Zoom đã lắng nghe mình phát biểu ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Rất cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Xá nhé, một phần chia sẻ rất là thực tế, đúng không ạ? Và tiếp theo thì đương nhiên rồi, em sẽ cùng với tất cả các anh chị đến phần chia sẻ tiếp theo của hai anh chị, còn hai anh chị với sơ lời nữa, đấy là chị Hoàng Trâm và anh Nguyễn Bích Kiên. Em sẽ phép là mời chị Hoàng Trâm nhé. Em mời chị Hoàng Trâm là sẽ mở mic lên chia sẻ cái kinh nghiệm bán hàng thực tế của chị Trâm tới tất cả các anh chị đại lý BCA có tham dự với buổi Zoom ngày hôm nay, được không ạ? Vâng, và tất cả các anh chị đương nhiên rồi sẽ dành một bó hoa tươi thắm dành cho anh Nhân Xá và chào mừng chị Hoàng Trâm, anh chị nhé.
Xin mời chị Trâm ạ. Em chào anh Sáng, chào tất cả mọi người, chào anh Sáng. Thật ra là trước khi bán Thế Giới Lọc Nước, những sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước thì em cũng đã trải nghiệm những sản phẩm với giá thành rất là cao ở VCA, ví dụ như là những dòng của sản phẩm của chén, và cảm thấy rằng là hai cái dòng sản phẩm này nó phù hợp với mình và cũng được những cái đối tượng khách hàng của mình tin tưởng, và đã vì thế nên là mình đã được một cái mức thu nhập rất là tốt ở VCA. Thì thật ra là thời gian quá là ngắn nên để chia sẻ là làm thế nào để bán hàng tốt ở Thế Giới Lọc Nước hoặc là đối với những cái sản phẩm của Cư Chén thì cũng rất là khó để chia sẻ mọi người. Em chỉ đúc rút những kinh nghiệm của bản thân để chia sẻ cho tất cả mọi người một xíu xíu. Hy vọng rằng là trong năm 2022 này thì mọi người cũng sẽ có những cái thành tựu, những cái doanh số rất là tốt và đạt những cái những cái dự định của mình trong năm nay. Thật là tốt ạ. Cảm ơn chú xã vì là trong một cái thời gian rất là ngắn thì chú cháu thì đã kết nối với nhau và chú xã cũng đã rất là nhiệt tình để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình sử dụng sản phẩm máy lọc nước và cũng như là trong quá trình lắp đặt của mình, và đã kết nối với rất là nhiều người khác để có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình về sản phẩm cũng như là khi tư vấn khách hàng. Thì ở đấy thì đối với em bản thân đầu tiên để bán được hàng á, và những cái sản phẩm giá thành cao á, thì em nghĩ rằng là cái việc xây dựng cái uy tín của cá nhân thì rất là quan trọng, và để mà bán hàng được ấy, thì là cái uy tín cá nhân trước khi bán hàng, trong khi bán hàng và sau khi bán hàng là điều mà giống như là tiên quyết để mình có thể tồn tại và bán hàng được lâu dài. Còn để mà bán hàng liền và bán nhanh và sau đó không có khách hàng nữa ấy, thì có thể là rất là dễ, bởi vì đôi khi là chỉ cần tiếp cận những người thân quen mình, người thân của mình trong một thời gian ngắn thôi, mình cũng có thể bán được sản phẩm với mức doanh số đó rồi. Nhưng mà để bán hàng và xác định lâu dài và tồn tại mãi mãi thì là quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để mình chăm sóc được khách hàng trước và trong khi bán hàng cũng như là sau khi bán hàng. Thì lúc nãy là khi mà nghe chị Phương Tâm chia sẻ về cái việc là lựa chọn được một cái sản phẩm mà mình cảm thấy rất là tâm huyết ấy, thì giống như là cảm nhận của em luôn, nghĩa là để đạt được doanh số ngày hôm nay thì em vẫn rất là cảm ơn đội ngũ của Thế Giới Lọc Nước rất là nhiều, bởi vì có những hôm là đến 10 giờ tối rồi có những hôm 12 giờ tối vẫn nhờ các anh chị bên Thế Giới Lọc Nước để hỗ trợ và tư vấn cho mình về những sản phẩm cũng như là làm thế nào để lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất đối với khách hàng, có nghĩa là trong cái ngưỡng kinh tế của họ thì sản phẩm nào là sản phẩm phù hợp. Và dần dần như thế thì là có những hôm mà mình cũng vì là bên công ty cũng đã hỗ trợ cho mình đến tâm giờ đó, và vì khách hàng cũng đến tâm giờ đó họ có nhu cầu để chốt luôn, thế nên là em mới đạt những cái doanh số được như thế, nghĩa là trong một cái giai đoạn nhạy cảm và thời điểm nhạy cảm họ muốn chốt vào thời điểm đó, thì lúc đó em được hỗ trợ từ Thế Giới Lọc Nước luôn, thế nên là cũng là một trong những cái nhân duyên mà để bán hàng được rất là tốt. Thì đầu tiên là em cảm nhận về sản phẩm, nhưng thật ra là đó, bên cạnh đấy là em cũng đã đang sử dụng một sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước, và mỗi sáng thì con đi học thì đã đều có nước nóng lạnh để có thể sử dụng vào mỗi sáng. Thì đối với cá nhân em á, khi mà sử dụng về sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước á, thì em cảm thấy rất là nghĩa là từ mình cảm thấy đầu tiên là nước rất là ngọt, nghĩa là cảm thấy đầu tiên là nước rất là ngọt, và sau đó thì vì là mình đã học về các sản phẩm và mình cũng đã thử nghiệm về những cái sản phẩm này rồi, cho nên là mình cảm thấy rằng là rất là tin tưởng về sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước, cũng như là cái trải nghiệm của bản thân về không chỉ là của nhà mình mà của nhà mẹ bà ngoài, rồi là ông nội, rồi những người xung quanh mình đang sử dụng cái sản phẩm máy lọc nước này, thì đều cảm thấy cái sự thay đổi về thể chất cũng như là cảm nhận được cái vị của nước nó khác với cái vị của những cái dòng lọc nước trước đấy đã sử dụng.
thì lúc nãy em đã chia sẻ với trước khi bản hàng thì em đã làm gì? Thì đầu tiên là em đã xây dựng các mối quan hệ của mình, những cái mối quan hệ cá nhân, nhưng mà xây dựng dựa trên là những cái sự công bằng, nghĩa là luôn luôn là sự cho đi hoặc sự chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ mà không cần đòi hỏi nhận lại bất kỳ cái gì. Và khi mà mình chia sẻ nhiều ấy, mình liên tục chia sẻ những tí ấy, và đồng thời những mối quan hệ mình luôn giữ là cái điểm, cái sự công bằng của mình đối với người này và người kia, chứ mình không luôn luôn là đặt cái lợi ích của mình lên hàng đầu ấy, thì là cái gần như là cái sự ở cái các mối quan hệ của mình nó sẽ đạt được cái sự duy trì rất là lâu. Thứ hai nữa đó là hưởng đến những cái lối sống tích cực và cái tư duy tích cực, luôn lựa chọn cho những mình nhà mình sử dụng những cái sản phẩm tốt, thì giống như là cái cộng đồng xung quanh của mình cũng hưởng đến cái điều đó. Đồng thời là trong cái bán hàng thì mình cũng hỗ trợ hết mình cho khách hàng, và bất cứ lúc nào khách hàng có những cái sự thắc mắc và cần hỗ trợ thì mình đều đồng hành với khách hàng, và cũng như là cùng trải nghiệm với khách hàng những cái sản phẩm mà khách hàng đã sử dụng hoặc là mình cũng đã sử dụng rồi, thì mình dùng những cái trải nghiệm của bản thân để chia sẻ với khách hàng. Và sau khi bán hàng thì luôn cho khách hàng thấy là mình vẫn ở đấy, mình vẫn bán hàng cho rất nhiều người khác, và mình vẫn đang hỗ trợ khách hàng, chứ không phải là mình bán xong rồi mình không xuất hiện nữa. Ví dụ như thế, thì em cảm nhận là những cái điều như thế là xây dựng được cái niềm tin và cái sự uy tín của mình đối với khách hàng. Và từ đó trở đi thì khách hàng không chỉ là sử dụng của nhà họ, mà nghĩa là khi gặp bạn bè hoặc những người thân yêu mà cần sử dụng những sản phẩm này thì họ đều giới thiệu cho mình, là giới thiệu bán những sản phẩm này sản phẩm kia. Thì từ đó trở đi thì là khách hàng của mình như thế là thể là nhấn hơn, nhấn đồng hơn nữa. Thì trong năm 2022 này thì mục tiêu của em cũng là bán tập trung điểm mạnh là thế giới lọc nước, và cũng mong rằng là thế giới lọc nước sẽ luôn đồng hành với đại lý để có thể hỗ trợ đại lý bán được nhiều hàng hơn, sản phẩm hơn. Và cũng cảm ơn rất là nhiều anh Giang và các cái cộng sự của mình đã hỗ trợ rất là nhiệt tình, không chỉ là đồng hành cái việc là tư vấn như thế nào đối với khách hàng, mà cảm ơn là công ty đã liên tục update những cái video cũng như là những cái bài viết rất là hữu ích. Có thể là đôi khi không có nhiều quá nhiều thời gian để học, nhưng mà thông qua các cái video ngắn, những video dài của Thế giới lúc nước thì đã giúp cho đại lý hỗ trợ rất là nhiều trong việc bán hàng của mình. Cảm ơn tất cả mọi người, và mong rằng là năm 2022 này thì là một năm thắng lợi và thành công đối với các đại lý của BCA và nói chung và Thế giới lúc nước nói riêng. Riêng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Trâm nhé. Ngày xưa tất cả các chị đại lý có thể tặng những cái bó hoa tươi thắm cho chị Trâm được không ạ? Và chúng ta sẽ chào đón Vesseler cuối cùng, các chị có thể để ý nhé. Là vừa rồi ba chị Vesseler là đến từ miền Nam, đến từ miền Trung rồi. Và bây giờ em sẽ phép mời anh Nguyễn Đức Kiên, tức là Vesseler đại diện đến từ miền Bắc, sẽ lên để chia sẻ cái kinh nghiệm bán hàng thực tế với tất cả các chị nhé. Và anh Kiên thì có một đặc điểm là anh Kiên thì là bán qua có một cái ưu thế, đấy là có những mối quan hệ cá nhân rất là chất lượng. Và đấy là lý do tại sao mà anh Kiên cũng là một trong các đại lý vừa rồi được cái thành tích là được cái giải kim cương, là một trong giải thưởng cao nhất ở trong quý 4 năm 2021 vừa rồi. Và xin phép anh sẽ mời anh Kiên có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình được không ạ? Xin chào mọi người nghe rõ không ạ? Mọi người nghe rõ thì có thể cho em là phím số 1. Vì thực ra là em thì vào PCA cũng như là từ anh trai mình là vào được 5 tháng rồi ạ. Và qua cái đó thì cũng đã tìm hiểu về cái thiết bị máy lọc nước. Đặc biệt nhất là đầu tiên do gia đình cũng có máy lọc nước, nhưng mà cảm giác là có cái cây nóng lạnh thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà để nói lúc ý thì mình cũng gọi là đang phải sau đó tính toán xem là cái dùng cái sản phẩm nào. Và sau một thời gian tìm hiểu thì đúng là cái cây lọc nước Watech Pro, Watech nóng lạnh của mình ấy ạ, thì dùng rất là tốt. Sau một thời gian nữa thì cũng phải tìm hiểu thêm, nhờ bên Thế giới lọc nước có những cái buổi room shopping để học hỏi về cái thiết bị về máy lọc nước, đặc biệt nhất là cái ion tạo kia của mình ấy. Sau một thời gian thì em đã quyết định mua luôn một cái máy là máy tạo kiểm để sử dụng cho gia đình. Sử dụng cho gia đình tốt thì bắt đầu mới chia sẻ khách hàng. Và điều đầu tiên mà em để phát triển được cái khách hàng này ấy,
thì là mình chủ yếu lúc đầu em chủ lực vào là cái nõi Kiloen 3-1 tạo kiềm cũng như lượng tử diệt khuẩn. Là đợt đầu tiên học xong thì lúc ý thì dân số của mình chủ yếu nõi tạo kiềm độ tầm 20 nõi bán cho khách hàng. Đấy, qua đó xong thì dần dần có khách hàng đến thì có những khách hàng người ta sử dụng. Thực ra là rất nhiều, bây giờ là đối với mình thì mình cũng đang tìm hiểu và đang có rất nhiều khách hàng là đang uống cái nước là Araken Ion tạo kiềm đóng bình. Nhưng mà mình đã phân tích và cũng như là có những khách hàng nào cần dùng cái mình sẽ là có một cái vấn đề là tư vấn là mua cái nõi hydrogen ion ấy mà 3-1 sẽ là nắp cho khách hàng cái máy tạo hiện có để so sánh với cái máy ion cái nước nọc Araken của khách hàng thì khách hàng cũng đã hiểu rõ. Thực ra đầu tiên là mình nắp cho một khách hàng là mình cũng chưa nghĩ đến là khách hàng đó là mua cái máy ion tạo kiềm đang tách đâu, chỉ nắp là cái máy cái nõi 3-1 thôi. Nhưng mà đến thì thấy khách hàng người ta sử dụng cái nước ý mình bảo sau một thời gian học thì mình thấy bảo chị nên mua cái máy này dùng cho nó tốt. Thế là sau một thời gian là khách hàng đã quyết định mua luôn cái máy đó để sử dụng cho gia đình. Và hiện nay là Kiên cũng đang chăm sóc 3-4 khách hàng về cái máy để quyết định khách hàng xong mua cái máy Bantech đó để sử dụng cho gia đình từ 39-95 triệu tùy theo giá thành của khách hàng. Đúng là cái máy ion tạo kiềm thì rất là tốt. Ví dụ như ở gia đình mình thì bây giờ là hai anh em mình và anh trai mình cũng là mỗi anh em sở hữu một cái máy tạo kiềm mà cái máy bản cao cấp nhất sử dụng thứ nhất là nấu nướng cũng như anh sói anh nói là rất là tốt. Hay là bây giờ là uống nước, thực ra là bây giờ uống nước thì mình hay đi làm mình làm điện mà gần như là đi làm bây giờ là lúc nào cũng có một cái bình nước đi theo uống và uống nước đó kể cả bây giờ gia đình uống là hay là nhanh đói và tốt cho sức khỏe đau thải nhanh. Đặc biệt là mình hay đi uống rượu bia cái đó là cái cảm giác là rõ nhất. Sáng sau là tỉnh mà nó không có cái mùi hơi rượu nhiều như mọi lần là hay có mùi hơi rượu đó. Còn mình thì cũng chia sẻ là cái khách hàng của mình ấy đến bây giờ là có một chị uống cũng bị kiểu dạ dày ấy thì chị bảo uống sử dụng cái máy Biontech của mình là rất tốt. Chị quý một chị mua cái máy 45 triệu. Còn tiến tới mình cũng có hai cái khách là cũng khả năng xu hướng là sẽ mua luôn nhưng mà do đến dịp Tết ăn Tết xong thì nó cũng sẽ hơi khó khăn nên đến là cũng phải để có khách hàng cứ từ từ. Còn mình lại quyết định là mình sẽ nắp chiếc cho khách là cái nõi cái hydrogen tạo kiềm 3-1 để khách hàng sử dụng trước cái sản phẩm đó mặc dù khách đã có cái máy lọc nước hiện có ở nhà nhưng mà mình phải tư vấn cho khách nắp thêm cái đó xong dần dần khách hàng sử dụng tốt thì bắt đầu mới đưa ra cái cơ chế là mua máy nào và lắp máy nào để tốt. Còn trong năm 2022 thì đối với Kiên thì Kiên sẽ chú tâm hơn một cái nữa là cái về vấn đề nọc tàu. Tại vì đối với khu vực ở miền Bắc mình ý, đặc biệt là nói thật ra mình ở khu Oai thì thấy là cái mảng mà cái nước máy ý, thì cái tỉ lệ clo dư rất là nhiều. Mà mỗi gia đình mà biết là mỗi gia đình bây giờ là chủ yếu là nước máy. Khi nước máy nọc lên tét không nếu mà sử dụng ngay thì mọi người sẽ cảm giác là có cái mùi của nó dư là khi tắm ấy nó không tốt cho sức khỏe da hay sạm. Đấy, thực ra là nhà Kiên thì cái máy lọc tổng nhà chưa mua được cái rất là nước đâu nhưng mà Kiên đã dùng cái máy tổng ở ngoài khác nhưng mà sử dụng 5-6 năm rồi thì nó cảm giác là sẽ đỡ cái của nó dư hơn. Đấy, không có gì khác là hơi trong bây giờ là cũng nói với Kiên này chia sẻ cũng thời gian do là Kiên chuẩn bị đi làm. Nói thời gian mình giới thiệu chút là mình Kiên làm ở bên điện lực của Hà Nội thì cái mối quan hệ mình thì cũng là rất là nhiều ngoài các khu công nghiệp và khách hàng ra thì còn bạn bè đồng nghiệp. Nói chung là cũng nhiều nhưng mà thời gian của mình thì cho vào cái sản phẩm lọc nước thì cũng không có mới bởi vì là mình đơn điện mà đôi lúc là những ngày giáp Tết mà rất là bận hay là những ngày qua Tết này thì mình bắt đầu vào cái kế hoạch của cái sản xuất cũng như là để đảm bảo phục vụ điện cho nhân dân trong một cái thời gian Tết vừa rồi là ấm no và
không bị mất điện. Đấy ạ. Còn sang năm 2022 thì chiến lược tiên thì mọi người biết rồi này, sẽ tập trung vào cái nọc tổng, và cái thứ hai là mình sẽ tập trung vào hai cái sản phẩm là cây nóng lạnh, là một cái thứ hai là sản phẩm Pro Max, cộng với là tiến tới mà nếu mà có chuyên sâu hơn nữa thì mình muốn tham gia kỹ về cái nọc tổng. Cái nọc tổng là cái quan trọng, mà nếu mà cái nọc tổng tốt ấy thì mình nghĩ xu hướng gia đình nào cũng sẽ dùng để sử dụng tốt cho gia đình trong sinh hoạt, đặc biệt là khi tắm rửa nhà của trẻ nhỏ. Tại vì cái nọc tổng của mình nọc của cái nó dư trẻ nhỏ, mình nếu mà nó dính ở cái nó dư ấy thì cái da trẻ nhỏ bây giờ nó tiếp xúc vào ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy ạ. Thì trong năm 2022 này thì cháu biết gì đầu xuân năm mới, thì em cũng chúc toàn thể gia đình cũng như là các đại lý trong VCA thế giới đồng nước sang một năm mới sức khỏe dồi dào, thành công và làm ăn nhất là doanh số của mình là phải hơn nhiều hơn nữa so với anh Giang đang định hướng đấy ạ, phải là khoảng độ 10% nữa anh ạ. Vâng, xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Đức Kiên nhé. Bé sữa tất cả các anh chị chúng ta có thể dành những hoa tươi thắm cho anh Kiên được không ạ? Và cũng bây giờ cũng là 7 giờ rồi, em biết là các anh chị còn rất nhiều câu hỏi, em thấy là có rất nhiều câu hỏi ở trên cái khung chat, có rất nhiều cái điều các anh chị giao lưu, tuy nhiên là chắc là chúng ta đi làm rồi. Thì trước khi kết thúc cái chương trình ngày hôm nay thì em xin phép mời anh Minh Văn Giang sẽ có thể mở mic lên để có thể tổng kết cái bữa chương trình ngày hôm nay được không ạ? Xin phép mời anh Giang ạ. Cảm ơn bạn Sáng và cảm ơn bạn các anh chị em vừa rồi, anh Xá rồi bạn Trâm, bạn Kiên đúng không ạ, bạn Kiên và vừa rồi thì bạn Tâm, và bạn Tâm đã rời đi trước rồi, và các anh chị em đã là những người mà diễn đạt thắng cảnh cao nhất trong cái chương trình quý 4 của Thế Giới Nước, và các anh chị đều là những người diễn best seller, những người bán hàng tốt, và bằng trải nghiệm thực tế thì bao giờ diễn những trải nghiệm thực tế của mình ấy, thì nó rất là rõ, tức là mỗi chị em có những trải nghiệm riêng. Thế nhưng mà những trải nghiệm đó đều tương chung đó gì ạ? Đó là tình yêu của anh chị dành cho lọc nước. Đúng không? Và anh chị rất là nghiêm túc trong việc kinh doanh, trong BCA. Đồng thời các anh chị dành nhiều tâm huyết cho cái sản phẩm và dành nhiều tâm huyết cho việc kinh doanh của mình. Vì việc thành công là gì ạ? Là không thể tránh khỏi. Đúng không? Và đương nhiên sẽ thành công. Và chúng tôi cũng chúc cho các anh chị năm mới này, 2022 này, doanh số của anh chị gấp 5, gấp 10 so với năm ngoái, và tiếp tục đồng hành cùng Thế Giới Nước, đúng không? Và chúng tôi cũng mong muốn nhờ các anh chị là gì ạ, đưa những người đồng hành, tức là giúp đỡ những anh chị em đồng hành với mình để cùng đạt những doanh số cao ở trong Thế Giới Nước, đạt những giải cao, đạt những diện lên sao nhờ lọc nước anh chị nhé. Và chúng tôi cũng cam kết rằng là diện năm nay cũng sẽ đồng hành cùng anh chị để mà diện thực đẩy mạnh hơn các cái chương trình hỗ trợ, đẩy mạnh hơn các cái hoạt động hỗ trợ, những cái tài liệu, công cụ hỗ trợ để các anh chị có thể bán hàng tốt hơn nữa. Và làm nào để Thế Giới Nước chúng ta gì ạ, là chúng ta có sản phẩm tốt rồi thì năm nay là năm bùng nổ, năm 2021 vừa rồi là năm gì ạ, tạo đà, là năm chúng ta có một cái nền tảng, chúng ta hiểu biết về nhau. Nhưng sang năm nay là năm chúng ta gì ạ, quyết tâm để chúng ta có được doanh số cao nhờ lọc nước các anh chị nhé. Thì đấy chính là cái mong muốn của chúng tôi, những người mà trong ban điều hành của Thế Giới Nước. Đồng thời ở đây có rất nhiều các anh chị có những câu hỏi về sản phẩm, so sánh sản phẩm, rồi câu hỏi về làm nào để bán sản phẩm này, bán sản phẩm kia, sản phẩm này khác sản phẩm kia như thế nào. Thì chúng tôi hiện nay có các cái nhóm hỗ trợ ở trên Zalo, bởi vì thời lượng chương trình không cho phép, cho nên chúng tôi sẽ xin phép được trả lời đầy đủ các câu hỏi của anh chị ở trên Zalo, đúng không ạ? Bạn Sáng sẽ vui lòng hỗ trợ chương trình, đó là sẽ copy lại các câu hỏi của các anh chị nhé. Và sau đó chúng tôi sẽ trả lời các anh chị trên các cái nhóm Zalo, hoặc là tập hợp lại cái danh sách câu hỏi và danh sách câu trả lời. Để sau đó chúng ta có câu hỏi và câu trả lời để anh chị có thể nắm được sau đó, đúng không ạ? Thì sau chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn là gì ạ? Chúng ta có những series đào tạo tiếp theo, đó là đào tạo về các sản phẩm lọc tổng, đào tạo về hai sản phẩm mới, đó là Hydrogen cầm tay và máy phun xương cá nhân, đúng không ạ? Chúng tôi có những series đào tạo về sản phẩm của BioNTech. Vừa nãy các anh chị hỏi về yêu kiềm ấy, về BioNTech ấy, thì BioNTech chính là hãng hiện nay chúng tôi phân phối độc quyền ở Việt Nam, và là hãng có hàng đầu thế giới hiện nay về công nghệ yêu kiềm, về nước pi các anh chị nhé. Thì đấy chính là sản phẩm của BioNTech. Thì chúng ta sẽ có series đào tạo tiếp theo, thì các anh chị hãy tham gia vào các nhóm Thế Giới Trong Nước để chúng ta biết được các nội dung kế hoạch đào tạo của chúng ta cùng với nhau. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và chúng ta hy vọng rằng là sẽ bắt tay với nhau một cách chặt chẽ hơn nữa và cùng nhau thành công trong năm mới 2022 này. Và xin một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị.
Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị nhé. Xin cảm ơn cái phần tổng kết của anh Giang. Và xin tất cả các anh chị có thể dành cho anh Giang cái tháo hoa tươi tắm được không ạ? Và tất cả những cái điều gì muốn nói thì anh Giang cũng đã chia sẻ, đã tổng kết rồi. Thì em cũng xin phép và thay mặt ban tổ chức chương trình ngày hôm nay gửi tới toàn thể tất cả các anh chị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Chúc cho tất cả các anh chị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và sẽ có nhiều kết quả tốt trong ngày hôm nay, trong những ngày tiếp theo và trong tháng này, được không ạ? Xin phép chào tạm biệt tất cả các anh chị và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào buổi tối ngày hôm nay. Vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay sẽ có một chương trình vô cùng đặc biệt, đấy là giới thiệu về cái dòng lập tẩm mỹ mà tất cả rất nhiều các anh chị đều chúng ta thắc mắc ạ. Thì là các anh chị, cái điều đầu tiên ấy, là các anh chị sẽ vào cái nhóm hỗ trợ mà em nhắn tin ở trên group chat ấy. Các anh chị sẽ vào đó để nhận lịch đào tạo thường xuyên của Thế Giới Năng Lượng các anh chị nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt vào lúc 19:30 về cái dòng lập tẩm mỹ, và các anh chị chúng ta sẽ xem cái đường link của buổi tối ngày hôm nay ở trên phần hỗ trợ Zalo mà em nhắn ở trên group chat ở đây anh chị nhé. Em nắm 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 chụp chat đấy ạ. Và xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào buổi tối hôm nay các anh chị nhé. Ông lên ông tìm nhiều trang báo mạng này kia nọ đó, là bắt đầu ông nhìn ông thấy cái vali này đừng bán, em ơi em bán là coi như lại á, là em là ông xã em là ông tìm hiểu thông tin đồ đồ đầy đủ á, cái sản phẩm nào em bán em cũng tìm hiểu hết á. Trời không được cái là ông xã em cũng hỗ trợ cho em chị đó, cũng may mắn được cái đó. Dạ đó nên là cũng đỡ cái vậy đó. Vậy là hôm nay là đã xong không hả? Dạ xong là được nghe.